Nguyên Tôn tập 235, Hỗn Nguyên Quy Vị, tập 236, Tuyệt Thần Chú Độc thuyết minh tại kênh YouTube Recap Phim. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Mà trong khi hoa sen đang xoay tròn, mọi người có thể thấy được từng tia sáng ẩn chứa sức mạnh vô cùng mênh mông chảy xuôi ra, những tia sáng kia vô cùng chói mắt, trong đó tựa như là thầm ẩn giấu tinh hà, những tia sáng này đại biểu cho nội tình do bọn họ khổ tu vô số năm. Những tia sáng ẩn chứa sức mạnh mênh mông này cuối cùng nhất đều dũng mãnh tiến vào trong tổ long đăng cho đến khi đốm lửa ở chỗ bấc đèn cường thịnh đến cực hạn, mà lúc này đó hoa sen hư ảo chỗ hai vai của mấy người Thương Uyên thì là có vẻ đã mờ nhạt đi không ít. Chiêu thủ hộ mạnh nhất của tổ long đăng, Hỗn Độn Sinh Diệt Hoàn, chỉ thấy được có một ngọn lửa có hai màu xám và trắng lửa được tổ long đăng phun ra, sau đó chúng quấn quanh hóa thành một vòng tròn lửa. Khi vòng tròn lửa chuyển động, nó nhanh chóng hình thành một chiếc lồng lửa bảo vệ mấy người Thương Uyên ở trong đó. Huỳnh! Mà lúc này thế công hủy diệt của hai gã cổ thánh ma cật hắc chiếu đã trút xuống, cuối cùng nhất đập lên phía trên chiếc lồng lửa kia. Ầm ầm! Trong một cái chớp mắt kia, có những tiếng nổ lớn giống như là sấm rền không ngừng vang lên, truyền khắp tất cả mọi nơi trong Thương Huyền Thiên. Dù là nơi hẻo lánh nhất, có cơn gió lốc mạnh mẽ đến mức không có cách nào để hình dung quét ngang trên không trung, khiến cho nguyên khí trong toàn bộ Đại Lục Thánh Châu đều bị đánh tan. Lúc này, tất cả mọi người đang ở Đại Lục Thánh Châu đều cảm giác được nguyên khí trong trời đất tiêu tán, tựa như là Đại Lục Thánh Châu này đã biến thành một khu vực không có nguyên khí. Ở chỗ xa xa, mấy người Thanh Dương Trưởng Môn, Hy Tinh, Tô Ấu Vi cũng có thể nhìn thấy, có từng vết nứt bề rộng chừng vạn dặm từ chỗ mấy người Trung Nguyên chiến đấu lan tràn đi ra, và chẳng ấy chốc là đã bao trùm toàn bộ Đại Lục Thánh Châu. Đại Lục Thánh Châu bị đánh nát rồi. Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt của mấy người Thanh Dương Trưởng Môn có chút tái nhợt. Một trận chiến này đã làm cho địa vực hạch tâm của Thương Huyền Thiên là Đại Lục Thánh Châu xem như bị phế hơn phân nửa. Chiến đấu giữa các vị thánh giả có lực phá hoại quả thật là quá kinh người. Mà lúc này, chỗ đầu nguồn của sự hủy diệt kia, tất cả mọi thứ trong vòng bán kính vạn dặm đều đã bị xóa sổ, phía trên hư không tựa như là đã bị thay thế bằng một cái lỗ đen thật lớn. Mà tại vị trí trung ương kia, một chiếc lồng bằng lửa như ẩn như hiện, mặc dù là đã chính diện chịu đựng một đòn hợp lực của hai vị cổ thánh, chiếc lồng bằng lửa này như trước còn chưa từng tiêu tán, có thể thấy được lực phòng ngự của nó đáng sợ đến thế nào. Chỉ có điều ở trong chiếc lồng bằng lửa này, tình cảnh của 8 vị thánh giả song liên cảnh cũng không tốt đẹp gì, bên trên thân thể của bọn họ có rất nhiều vết thương hiện ra đến, đó là bị sức mạnh xuyên thấu chiếc lồng bằng lửa gây thương tích. Lúc trước, nếu như không phải có tổ long đang thủ hộ, chỉ sợ 8 người bọn họ sẽ chịu trọng thương, thậm chí sẽ có người vẫn lạc. Thực lực của cổ thánh hoàn toàn chính xác là quá đáng sợ, không hổ là tổ long đăng. Nhìn qua cảnh tượng này, lông mày của hắc chiếu cổ thánh hơi nhí lại rồi hắn thản nhiên nói. Lại thêm một lần, có lẽ chính là cực hạn đi à nha. Ma cật cười lạnh một tiếng, chợt hắn quay đầu, nhìn qua hư không ở bốn phương. Lúc này, thân hình của Trung Nguyên triệt để biến mất, đó là bởi vì hắn đã dung nhập vào trong trời đất, khó có thể phát giác chỗ bản thể ẩn nấp. Trung Nguyên, ngươi còn có thể trốn bao lâu, chờ đến khi chúng ta thu thập 8 tên này, xem ngươi còn có thể trốn như thế nào. Ngay khi hắn vừa dứt lời thì một chỗ hư không ở cách đó không xa có chút chập trùng, thân hình của Trung Nguyên chậm rãi hiện ra đến, ánh mắt lạnh lùng. Giống như là hàn băng của hắn đã tập trung vào hai người ma cật, hắc chiếu, hiện nay trò hay không sai biệt lắm nên đã xong. Thương Huyền Thiên ta cũng không chào đón các ngươi, cho nên các ngươi cũng có thể cút được rồi. Chỉ là một kẻ mới đột phá thánh giả mà đã nói chuyện dõng dạc như vậy với chúng ta, tiểu tử, ngươi nghĩ mình là ai? Ma cật điềm nhiên nói. Chỉ có điều hắc chiếu cổ thánh kia lại giống như là đã cảm ứng được cái gì, sắc mặt lập tức biến đổi, hắn đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thấu hư không trùng trùng điệp điệp, nhìn đến chỗ tầng bảo vệ của Thương Huyền Thiên kia, chỉ thấy được ở chỗ đó, một tòa đại trận khổng lồ đến không nhìn thấy cuối cùng chậm rãi di chuyển, sau đó triệt để liên tiếp lại với Thương Huyền Thiên. Nhìn thấy cảnh tượng này, biểu cảm trên mặt của hắc chiếu cổ thánh lập tức âm trầm xuống, bởi vì hắn biết rõ vào lúc này đại trận Hỗn Nguyên Chu Thánh ở Thương Huyền Thiên đã trở về vị trí cũ rồi. Huỳnh! Tựa như là tiếng vọng về từ thời kỳ viễn cổ vang lên ở chỗ đại trận bên ngoài tầng bảo vệ của Thương Huyền Thiên, rồi nhanh chóng truyền vào vang vọng khắp mọi nơi trong Thương Huyền Thiên, kể cả những nơi hẻo lánh nhất. Đi theo tiếng vang cổ xưa kia, tòa đại trận Hỗn Nguyên Chu Thánh vô cùng khổng lồ này chậm rãi rơi xuống, mà ở chỗ tầng bảo vệ, vô số hào quang giống như là xúc tu bay lên, lôi kéo đại trận, làm cho đại trận cùng tầng bảo vệ dần dần tiếp xúc. Nhìn thấy cảnh tượng này, thánh giả của Chư Thiên lập tức tinh thần chịu chấn động, bọn họ đều biết rõ ràng, chỉ cần đại trận Hỗn Nguyên Chu Thánh rơi xuống, như vậy Thương Huyền Thiên sẽ lại lần nữa rơi vào bên trong sự bảo hộ của đại trận, đến lúc đó coi như là cổ thánh của thánh tộc cũng không dám một mình đối mặt với uy thế của đại trận, chỉ có thể lựa chọn rút đi. Xem ra trong trận đấu pháp ngày hôm nay, Thương Huyền Thiên đã chiếm một bước ưu thế. Trong Thương Huyền Thiên, Thương Uyên cùng mấy vị thánh giả tự nhiên cũng nghe thấy được tiếng vọng truyền ra từ tầng bảo vệ kia, bọn họ thở ra một hơi dài như trút được gánh nặng. Trung Nguyên hoàn toàn chính xác không có lại để cho bọn họ thất vọng, trong khoảng thời gian bọn họ cố gắng kéo dài này, hắn rốt cục kéo đại trận Hỗn Nguyên Chu Thánh lại đây. Trước đây, thánh tộc phân ra hai vị cổ thánh ngăn chặn đại trận hỗn nguyên chu thánh, làm cho hắn hỗn loạn, xuất hiện sơ hở, khiến cho hai người ma cật, Hắc Chiếu thừa cơ lèn vào Thương Huyền Thiên. Chỉ có điều đại trận hỗn nguyên chu thánh dù sao cũng là lớp phòng hộ mạnh nhất của Chư Thiên, cho nên hai vị cổ thánh kia dốc hết toàn lực cũng chỉ có thể là cố gắng kéo dài khiến cho hai bên giằng co đấu sức. Nhưng sau khi Trung Nguyên đột phá thánh giả, dựa vào thân phận thiên chủ của Thương Huyền Thiên gia nhập chiến đấu thì giằng co mà bắt đầu xuất hiện biến hóa. Bình thường, mặc dù Chu Nguyên có đột phá thánh giả thì cũng không có khả năng chiến đấu với hai vị cổ thánh, nhưng trận tranh đấu này thực sự không phải là dựa vào thực lực cá nhân, Chu Nguyên cũng không cần đi chiến đấu với hai vị cổ thánh. Việc hắn cần làm chỉ là tăng cường liên hệ giữa Thương Huyền Thiên cùng đại trận hỗn nguyên chu thánh mà thôi. Mà đã có toàn bộ sức mạnh của Thương Huyền Thiên ủng hộ, đại trận hỗn nguyên chu thánh tự nhiên là dễ dàng thoát khỏi sự dây dưa của hai vị cổ thánh kia, sau đó chính thức trở về vị trí cũ, hạ xuống tầng bảo vệ. Đại trận hỗn nguyên chu thánh trở về vị trí cũ cũng sẽ làm cho trận đấu pháp này xuất hiện kết quả. Bên trên hư không, sắc mặt của hai vị cổ thánh Hắc Chiếu, Ma Cật cực kỳ khó coi, ánh mắt của bọn họ nhìn về phía ở chỗ sâu trong hư không, nhìn đại trận hỗn nguyên chu thánh đang từ từ rơi xuống kia. Giờ này khắc này, ngay cả tồn tại giống như bọn họ đều cảm thấy được nguy cơ như ẩn như hiện. Đại trận hỗn nguyên chu thánh kia tựa như là một thanh kiếm sắc treo ở phía trên đỉnh đầu, lúc nào cũng có khả năng chém xuống. Hai vị, hiện nay trò hay cũng nên kết thúc. Thương Uyên nhìn chằm chằm vào hai vị cổ thánh, sau đó chỉ về phía bên ngoài tầng bảo vệ, xin mời. Cũng không phải là ông không muốn để cho hai vị cổ thánh của thánh tộc này vĩnh viễn ở lại chỗ này, nhưng Thương Uyên cũng minh bạch, đến loại cấp độ này thì sẽ có vô số biện pháp bảo vệ tánh mạng, muốn chém giết quá mức khó khăn, trừ phi ba vị cổ tôn của Quy Khư Thần Điện đồng thời ra tay lại mượn thêm sức mạnh của đại trận hỗn nguyên chu thánh thì mới có khả năng triệt để tiêu diệt hai vị cổ thánh này. Nhưng hiện tại ba vị cổ tôn đều bị cuốn lấy, chỉ dựa vào bọn họ hiển nhiên không có khả năng nuốt trôi hai vị cổ thánh. Ma Cật, Hắc Chiếu liếc nhìn Thương Uyên với ánh mắt đạm mạc, sau đó ánh mắt chuyển hướng, nhìn về phía Trung Nguyên, giống như là có chút cảm khái, Chư Thiên này đích thật là còn có mấy phần số mệnh, vậy mà có thể sinh ra nhân vật như ngươi vậy. Vì thực hiện kế hoạch ngày hôm nay, thánh tộc đã chuẩn bị cực kỳ đầy đủ, thậm chí 7 vị cổ thánh đều ra tay, nhưng cuối cùng lại bị Trung Nguyên này phá vỡ, bản lĩnh này coi như là cổ thánh như Ma Cật đều phải cảm thấy có chút kinh ngạc, ghé mắt. Trung Nguyên bình tĩnh, không trả lời, bởi vì hắn vẫn đang âm thầm dẫn động sức mạnh của Thương Huyền Thiên lôi kéo đại trận hỗn nguyên chu thánh. Một khi đại trận triệt để trở về vị trí cũ, hắn có thể dùng thân phận thiên chủ của Thương Huyền Thiên mượn sức mạnh của đại trận, khi đó có lẽ hắn có thể chính thức uy hiếp hai vị cổ thánh này. Muốn nhờ sức mạnh của đại trận hỗn nguyên chu thánh để đối phó chúng ta hay sao? Quả nhiên là người có dã tâm thật lớn. Mà suy nghĩ này của Chu Nguyên cũng không thể lừa gạt được hai người Ma Cật, Hắc Chiếu. Hai người nhìn chăm chăm vào Chu Nguyên với ánh mắt tĩnh mịch, rồi Hắc Chiếu nói: Người có phải cho rằng trong trận đấu pháp này các người đã thắng rồi hay không? Trung Nguyên như trước là không trả lời, chỉ có điều ánh mắt của hắn đã càng thêm lạnh lùng, sát cơ bắt đầu khởi động. Huỳnh! Giờ này khắc này, chỗ tầng bảo vệ kia đột nhiên có một tiếng nổ vang lên, vọng khắp mọi nơi, có sức mạnh đáng sợ mênh mông đột nhiên đáp xuống. Chỉ thấy được nghìn vạn vệt sáng bắn xuống, ở bên trong những vệt sáng giống như là có rất nhiều bóng người mơ hồ, mỗi một bóng người kia đều ẩn chứa sức mạnh cực kỳ đáng sợ, tựa như là cũng không yếu hơn thánh giả. Mà số lượng lớn như thế hội tụ, quả nhiên là mênh mông, cuồn cuộn, bàng bạc, đủ để cọ rửa hết thảy mọi thứ trên thế gian. Loại sức mạnh này tự nhiên là tới từ đại trận hỗn nguyên chu thánh, mà người dẫn động đúng là Chu Nguyên. Mục tiêu của những vệt sáng thần bí này chính là hai người Ma Cật, Hắc Chiếu. Mà hai người Ma Cật, Hắc Chiếu cũng cảm ứng được luồng sức mạnh đến từ đại trận hỗn nguyên chu thánh này, cho nên vào lúc này khuôn mặt của bọn họ đều trở nên ngưng trọng hơn rất nhiều. Chỉ có điều ngoài ý định của mọi người chính là bọn họ vẫn như trước cũng không lựa chọn rút lui. Hai người nhìn chăm chăm vào Trung Nguyên với ánh mắt thâm thúy mà tràn ngập ý lành. Một lát sau, Ma Cật thản nhiên nói: Tiềm lực ngươi biểu hiện ra ngoài quả thực là quá kinh người. Hiện nay, ta thay mặt thánh tộc ta quyết định, Trung Nguyên, ngươi nhất định phải chết. Hết thảy mọi chuyện đều là do ngươi tự tìm. Ngay khi hắn vừa dứt lời thì Ma Cật, Hắc Chiếu bỗng nhiên đồng thời duỗi một bàn tay ra, hai lòng bàn tay hướng vào nhau. Mà lúc này thế công đến từ đại trận hỗn nguyên chu thánh kia cũng đã hàng lâm, từng vệt sáng đáng sợ bắn xuyên qua trên thân thể của hai người. Chỉ thấy được trên thân thể của hai người bắt đầu có những vết đen hiện ra đến. Loại cảm giác này tựa như là bị một loại kịch độc khó có thể tưởng tượng lây nhiễm. Mà khi vết đen càng ngày càng nhiều, uy áp mênh mông phát ra từ trong cơ thể của hai người cũng bắt đầu rung chuyển. Từ lúc hiện thân cho đến nay, đây là lần đầu tiên trên người hai vị cổ thánh xuất hiện thương thế. Nhưng làm cho người ta cảm thấy có chút kinh hãi và nghi hoặc chính là hai người vậy mà không để ý đến loại thương thế này. Không gian ở giữa hai lòng bàn tay kia bắt đầu kịch liệt vặn vẹo, tựa như là tạo thành một lỗ đen. Sau một cái chớp mắt, một thanh trường mâu màu đen chậm rãi chui ra từ trong lỗ đen. Mà khi thanh trường mâu màu đen kia xuất hiện thì sắc mặt của mọi người, kể cả mấy người Thương Uyên, đều biến đổi, bởi vì ở phía trên thanh trường mâu màu đen kia, bọn họ đã nhận ra không chỉ một luồng khí tức để cho bọn họ cảm thấy kinh hãi, đó là khí tức của cổ thánh. Mà ở phía trên trường mâu màu đen lúc này có tới 7 loại khí tức như vậy. Nói cách khác, thanh trường mâu màu đen này vậy mà ẩn chứa sức mạnh của tận 7 vị cổ thánh. Vì đối phó Trung Nguyên, thánh tộc vậy mà điên cuồng đến loại trình độ này. Phải biết rằng loại thủ đoạn này cũng thực sự không phải là giao phó sức mạnh đơn giản, thanh trường mâu màu đen kia tất nhiên là bảo vật dùng tinh huyết của 7 vị cổ thánh để luyện chế, chỉ có như thế mới có thể chịu tải sức mạnh của bọn họ. Mà tinh huyết của cổ thánh là bảo vật quý giá và hiếm có bậc nào, huống chi là 7 vị. Có thể nói là nếu như cơ hội phù hợp thì thanh trường mâu màu đen này đủ để trọng thương một vị cổ tôn của chư thiên. Mà bây giờ, vì đối phó Trung Nguyên, thánh tộc lại lấy đòn sát thủ này ra để sử dụng, bọn họ điên tới mức nào vậy? Khi các vị thánh giả còn đang kinh hãi thì trong lòng của Trung Nguyên cũng mãnh liệt trầm xuống, bởi vì hắn cảm thấy một cảm giác nguy cơ rất chí mạng, nguy cơ này mãnh liệt đến mức làm cho tóc gáy toàn thân của hắn đều dựng ngược lên, thánh thể vừa thành hình không lâu cũng có cảm giác đau đớn giống như là bị kim đâm, đây là đang nhắc nhở hắn, sức mạnh ẩn chứa phía trên thanh trường mâu màu đen kia đủ để hủy diệt hắn. Bạn đang xem Nguyên Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Recap Phim. Trung Nguyên đồng dạng không nghĩ tới, vì đối phó hắn, thánh tộc vậy mà biết làm đến một bước này. Đại sát khí như thế dùng để đối phó 3 đại cổ tôn, chẳng phải là càng có lợi hơn hay sao? Những người này thật sự là điên rồi phải không? Nghĩ đến đây, Chu Nguyên gần như là không chút do dự thúc giục sức mạnh của Thương Huyền Thiên tới mức cực hạn, thân hình của hắn bắt đầu trở nên hư ảo, nhìn như tồn tại ở chỗ đó, có thể cảm giác xẹt qua lại không thấy gì cả, giống như biến mất ở trong hiện thực. Hắn hiểu được, giờ này khắc này việc duy nhất hắn có thể làm là điên cuồng tránh né. Loại sức mạnh này căn bản không phải là thứ mà thánh giả phổ thông có thể đối phó, dính vào tất chết. Nhìn qua thân hình giống như thực chất lại giống như hư ảo của Chu Nguyên, khóe miệng của ma cật kia cũng hơi nhếch lên tạo thành một nụ cười mỉa mai, hắn bấm tay nhẹ nhàng bắn ra. Trường mâu màu đen biến mất, giống như trốn vào trong thời không trường hà. Mục tiêu của nó chỉ thẳng về phía Chu Nguyên. Khi trường mâu màu đen biến mất thì trong một cái chớp mắt kia, thân hình của nó đã như ẩn như hiện, tựa như là trốn vào bên trong hư vô. Vào lúc này, sắc mặt của Chu Nguyên lại chợt biến đổi, bởi vì hắn cảm giác được bản thân tựa hồ là bị sức mạnh không có cách nào để hình dung nào đó tập trung. Loại tập trung này giống như là giòi trong xương, cái bóng dưới mặt trời, mặc dù là hắn mượn sức mạnh của Thương Huyền Thiên, dùng không gian trùng trùng điệp điệp che lấp chân thân vẫn như cũ là bị khí cơ bắt lấy. Loại cảm giác này tựa như là hùng ưng bay lượn ở trên 9 tầng trời, nhìn thẳng vào con mồi đang chạy trốn trên mặt đất vậy. Phanh! Mà ngay khi trong lòng của Chu Nguyên sinh ra loại cảm giác này thì hắn lập tức thấy được trong hư không phía trước, một vệt sáng màu đen lấp lóe, phá vỡ không gian trùng trùng điệp điệp, chui ra. Bên trong vệt sáng màu đen, trường mâu màu đen như ẩn như hiện tỏa ra khí tức lạnh lẽo. Vào lúc này, tóc gáy toàn thân Chu Nguyên dựng ngược lên, cảm giác nguy cơ đậm đặc đến mức tận cùng này làm cho hắn có cảm giác toàn bộ máu tươi trong cơ thể đều trở nên nóng hổi, mỗi một chỗ cơ bắp đều đang chấn động, thét lên. Mọi biến đổi trong cơ thể đều đang nhắc nhở Chu Nguyên, công kích ở trước mắt nguy hiểm như thế nào, chỉ cần không cẩn thận một chút thì hắn sẽ trực tiếp bị gạt bỏ. Chu Nguyên cũng không nghi ngờ loại sức mạnh này đáng sợ, một đòn có thể khiến cho 7 vị cổ thánh của thánh tộc tổn thất tinh huyết mới có thể thi triển ra được. E rằng trong toàn bộ chư thiên cũng chỉ có 3 vị cổ tôn có tư cách hưởng thụ. Nhưng hiện tại, bởi vì hắn, thánh tộc hiển nhiên là đã phá lệ rồi, chuyện này thật là làm cho Trung Nguyên trong lúc nhất thời có chút không biết nên nói là vinh hạnh hay là xui xẻo của hắn nữa. Nguy cơ hủy diệt ở ngay trước mắt, trái tim của Chu Nguyên đập mạnh như là tiếng trống trận, chỉ có điều càng đến thời điểm này thì lòng của hắn ngược lại là ở vào bên trong một loại trạng thái tuyệt đối tỉnh táo, hắn tâm niệm vừa động, mượn sức mạnh trong trời đất của Thương Huyền Thiên, thân hình không ngừng lui về phía sau. Xâm nhập vào trong vô số không gian trùng trùng điệp điệp, che lấp chân thân, đồng thời dùng sức mạnh của trời đất hình thành vô số tầng phòng hộ ở phía trước, ý đồ chỉ hoãn tốc độ của thanh trường mâu màu đen kia, từ đó tìm được cơ hội tránh né. Không chỉ như vậy, hắn còn phân ra ý niệm, điên cuồng dẫn động sức mạnh của đại trận Hỗn Nguyên Chu Thánh. Chỉ thấy được từng luồng sáng tỏa ra khí tức mênh mông, thần bí không ngừng trút xuống từ chỗ tầng bảo vệ, cuối cùng xuyên thấu hư không, rơi vào trên thân thể của ma cật cùng hắc chiếu kia. Sau khi bị những luồng sáng ẩn chứa sức mạnh của đại trận Hỗn Nguyên Chu Thánh xuyên qua, thân hình của hai người ma cật, hắc chiếu cũng nhanh chóng trở nên mờ nhạt hơn, uy áp phát ra từ trong cơ thể của bọn họ kia cũng dần dần bị suy yếu. Ai cũng có thể phát giác được, thánh giả bổn nguyên của ma cật, hắc chiếu cũng đang dần dần bị hao mòn. Hiển nhiên là phải thừa nhận đại trận Hỗn Nguyên Chu Thánh công kích, hai người bọn họ cũng đang phải trả một cái giá lớn cực kỳ thảm trọng. Đây là sách lược tự cứu của Trung Nguyên, chỉ cần ma cật hắc chiếu vẫn còn cố kỵ cho an nguy của bản thân thì hắn sẽ có cơ hội tránh né, không bị thanh trường mâu màu đen kia tập trung nữa. Mà lúc này trên mặt của Thương Uyên cũng bộc lộ biểu cảm tức giận, ông cùng 7 vị thánh giả song liên cảnh khác đều dốc hết toàn lực bộc phát ra những đòn tấn công có uy lực kinh thế, tất cả đều không gặp cản trở gì mà trực tiếp rơi thẳng vào trên người ma cật, hắc chiếu. Chỉ là trong lòng vẫn cảm thấy có chút không có cách nào để lý giải đối với việc cổ thánh của thánh tộc không tiếc bất cứ giá nào đều muốn tiêu diệt Chu Nguyên này. Tuy rằng tiềm lực của Chu Nguyên cực kỳ kinh người, hiện nay thậm chí là đột phá thánh giả cảnh hơn nữa còn chấp trưởng quyền hành của Thương Huyền Thiên, nhưng thật muốn nói hắn có thể mang đến uy hiếp lớn cho thánh tộc, vậy hiển nhiên vẫn có chút đánh giá cao Chu Nguyên. Dù sao chênh lệch giữa thánh tộc cùng chư thiên cũng không phải một thiên chủ của Thương Huyền Thiên có thể đền bù được. Hiện tại, với cục diện này, nếu như Ma Cật, Hắc Chiếu vẫn không chịu thối lui thì bọn họ tất nhiên cũng sẽ phải trả một cái giá lớn, cực kỳ thảm trọng, chỉ để giết một mình Chu Nguyên mà khiến cho hai vị cổ thánh bị trọng thương, thậm chí có khả năng vẫn lạc. Lần mua bán này thật sự là đáng giá hay sao? Mặc dù trong lòng vẫn cảm thấy có chút khó hiểu, nhưng Thương Uyên cùng 7 vị thánh giả song liên cảnh khác cũng không ngừng tay hỏi thăm. Mà thay vì trả lời mấy người Thương Uyên thì Ma Cật, Hắc Chiếu lại trực tiếp dùng hành động để đưa ra đáp án. Mặc dù áp lực đến từ đại trận Hỗn Nguyên Chu Thánh càng ngày càng mạnh cùng với đòn công kích của 8 vị thánh giả song liên cảnh không ngừng đánh trúng, nhưng bọn họ vẫn như cũ là không có tránh né, mà dựa vào nội tình hùng hậu của bản thân để thừa nhận, đồng thời tiếp tục dồn sức duy trì trường mâu màu đen, giống như là thể không giết được Chu Nguyên thì sẽ không bỏ qua. Ma Cật, Hắc Chiếu, các người thật sự là điên rồi phải không? Tổn hại nội tình của bản thân, liều mạng chỉ vì giết chết Chu Nguyên ư? Sắc mặt của Thương Uyên càng ngày càng âm trầm, rốt cục ông cũng không nhịn được mà lên tiếng quát khẽ. Ma Cật cười híp mắt nói, Thương Uyên, có lẽ ngươi nên cảm thấy tự hào mới đúng, ngươi có thể dạy dỗ một tên đệ tử lợi hại như vậy, phải biết rằng coi như là ngươi đều không đáng được chúng ta chăm chú đối phó giống như vậy đâu. Hắc Chiếu thản nhiên nói, hơn nữa ngươi yên tâm, kẻ chết trước nhất định sẽ là hắn, cổ thánh giống như chúng ta không yếu đuối như các ngươi đâu, chút thương thế này có đáng là gì. Lời nói chắc nịch, tỏ rõ ý đồ không giết được Chu Nguyên thì sẽ không bỏ qua. Nghe thấy câu nói này của Hắc Chiếu, trong mắt của Thương Uyên có sát ý bàng bạc tuôn ra, lửa giận bùng cháy hừng hực, những đòn tấn công đánh xuống lại càng thêm mạnh mẽ, tần số càng nhiều. Hư! Mà đồng thời, không gian trùng trùng điệp điệp bị vệt sáng màu đen xé nát, bất luận Chu Nguyên che giấu chân thân như thế nào thì vệt sáng màu đen vẫn giống như là ròi trong xương vậy, đuổi sát theo. Cả hai đang nhanh chóng tiếp cận. Mặt ngoài thân hình của Chu Nguyên thậm chí đã bắt đầu có vết máu hiện ra đến, bởi vậy có thể thấy được áp lực mà thanh trường mâu màu đen kia mang đến cho hắn đến tột cùng là kinh khủng cỡ nào. Trốn là trốn không được. Sắc mặt của Chu Nguyên âm trầm, trong nội tâm không ngừng nghĩ cách hóa giải tình thế nguy hiểm này, nhưng sau khi thử rất nhiều biện pháp, hiện tại hắn đã minh bạch, thanh trường mâu màu đen này tựa như là đã thông qua vận mệnh để tập trung vào hắn vậy, nếu như không thể xuyên thấu thân hình của hắn, uống hết máu tươi của hắn, nó tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Thánh tộc này sao lại hận ta như vậy? Nói thật ra cục diện đến một bước này đã có chút vượt qua dự đoán của Chu Nguyên, tuy rằng hắn hoàn toàn chính xác phá hoại rất nhiều chuyện tốt của thánh tộc, nhưng vì đối phó hắn, vậy mà vận dụng bảo vật chứa đựng sức mạnh của 7 vị cổ thánh, hơn nữa hiện tại hai người Ma Cật, Hắc Chiếu kia chắc chắn cũng đang phải trả giá thật nhiều. Sau chiến dịch này, nội tình của bọn họ tất nhiên sẽ bị suy yếu, muốn khôi phục không biết cần bao nhiêu tinh lực cùng thời gian. Chỉ để tiêu diệt một mình hắn mà phải trả một cái giá lớn đến như thế này, thật là có điểm cất nhắc hắn rồi. Ánh mắt của Chu Nguyên lấp lóe, ý niệm trong đầu giống như là điện quang xẹt qua, trong giây lát, hắn giống như là đã nắm bắt được cái gì. Con người của hắn đột nhiên co lại, thánh tộc dốc hết toàn lực để đối phó hắn, chỉ sợ cũng không phải thật sự là nhằm vào hắn. Mục tiêu cuối cùng của bọn họ hiển nhiên chính là yêu. Vào lúc này tựa như là có một luồng khí lạnh tuôn ra từ trong lòng của Chu Nguyên rồi chạy khắp toàn thân hắn, có lẽ lần này, thánh tộc làm ra động tĩnh lớn như thế, từ đầu tới đuôi cũng không phải là nhằm vào hắn, mà là muốn mượn nhờ quan hệ giữa hắn cùng với yêu, bức yêu phải đi ra. Trong chốc lát, Chu Nguyên tức giận đến run người, hắn nhìn qua trường mâu màu đen đang xuyên qua hư không trùng trùng điệp điệp mà lao đến kia, trong mắt hiện lên biểu cảm hung ác và quyết tâm. Cục diện hiện tại cũng không phải là không còn đường sống, thanh trường mâu màu đen này của đối phương đã tập trung vào thân thể của hắn, bất luận thi triển loại thủ đoạn nào đều thì không có cách nào để tránh đi, đã như vậy thì hắn buông tha thân thể này là được. Hắn chính là thiên chủ của Thương Huyền Thiên, bỏ qua thân thể, dùng thần hồn dung nhập vào trời đất, đến lúc đó tự nhiên có thể tránh đi lần nguy cơ này. Chỉ có điều thân thể bị hủy diệt, cho dù thần hồn đã dung nhập vào trong trời đất thì đến lúc đó thánh giả chi lộ của hắn sẽ xuất hiện chỗ thiếu hụt. Sau này mặc dù là cải tạo thân thể, chỉ sợ thánh giả chi lộ cũng đã đến cuối cùng, tu vi khó mà có thể tiến bộ. Phải trả một cái giá lớn như vậy cũng làm cho hắn cảm thấy thê thảm, đau đớn đến cực hạn. Nhưng Chu Nguyên tình nguyện trả một cái giá lớn này, cũng không muốn lại để cho bản thân trở thành thẻ đánh bạc để thánh tộc bức cho yêu phải hiện thân. Đối phương đã dám có loại mưu tính này tất nhiên là đã chuẩn bị đòn sát thủ ở phía sau, vào lúc này nếu như yêu hiện thân thì nói không chừng sẽ gặp nguy hiểm. Cho nên, thân hình của Chu Nguyên không hề rút lui nữa, ánh mắt lạnh lùng, hai tay kết ấn với một tốc độ nhanh như chớp, trên thân thể giống như là lưu ly kia đột nhiên có vết rách lan tràn đi ra, thần hồn ở trong mi tâm khẽ động, muốn trực tiếp vứt bỏ thân thể dung nhập vào trong trời đất. Nhưng mà ngay khi thần hồn của Chu Nguyên sắp sửa thoát ra khỏi đỉnh đầu của hắn thì trong một cái chớp mắt kia, một luồng sức mạnh vô hình mà mênh mông đột nhiên hàng lâm xuống, trực tiếp trấn áp thần hồn của hắn không thể rơi khỏi mi tâm, vết rách bên trên thân thể cũng nhanh chóng khôi phục. Luồng sức mạnh kia, mênh mông mà thâm thúy, tựa như là không thể phỏng đoán. Nhưng mà Chu Nguyên lại có thể phát giác được bên trong luồng sức mạnh mênh mông kia ẩn chứa một tia ôn nhu. Chu Nguyên sợ run người, quay đầu, sau đó liền không có gì bất ngờ xảy ra khi nhìn thấy một bóng hình xinh đẹp tuyệt mỹ quen thuộc, nàng mặc một bộ váy màu xanh, đôi chân trần đứng trên những ngọn gió, vòng eo mảnh khảnh kéo dài tới ra tạo thành đường cong gần như hoàn mỹ. Cái cổ thon dài trắng nõn giống như là thiên nga, mỗi một đường cong trên thân thể mềm mại của nàng đều tựa như là kiệt tác tinh tế và đẹp nhất của tạo hóa, làm cho người ta cảm thấy có loại cảm giác tự ti mặc cảm. Nhưng mà lúc này, khi nhìn qua dung nhan hoàn mỹ không hề có chút khuyết điểm nhỏ nhặt nào kia, trong lòng của Chu Nguyên lại là có thêm cảm giác tức giận bởi vì tự trách mà hiện lên. Nàng là đồ đần hay sao? Bọn họ đây là muốn dùng ta đến bức nàng hiện thân. Ta biết, nhưng dù vậy. Yêu Yêu nhìn khuôn mặt cực kỳ hiếm thấy hiển lộ ra phẫn nộ của Chu Nguyên ở trước mặt, cặp môi đỏ mọng, sáng bóng hơi nhếch, có giọng nói lạnh nhạt truyền ra. Thì tính sao? Việc chàng muốn bỏ qua thánh giả chi thể, chẳng phải cũng chưa từng hỏi thăm xem ta có đồng ý hay không sao? Hơn nữa có một số việc, chỉ là tránh né là không giải quyết được. Nàng xoay bàn tay ra, ngón tay ngọc nhỏ nhắn thon dài, tựa như là noãn ngọc chợt nắm chặt. Bùm! Trường mâu màu đen đang xuyên qua hư không trùng trùng điệp điệp kia lập tức nổ tung, luồng sức mạnh mênh mông mà kể cả Cổ Tôn cũng không dám khinh thường ở phía trên đó gần như là ở cùng lúc bị lao đi sạch sẽ. Xong việc, Yêu Yêu đưa ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía Ma Cật, Hắc Chiếu, chỉ sau một cái chớp mắt, trời đất cũng giống như là mất đi màu sắc của nó, thương huyền thiên nổ vang, hỗn độn chấn động. Ta cũng muốn nhìn xem, các người hao tổn tâm cơ bức ta đi ra, đến tột cùng là để làm gì, có thủ đoạn gì để ảnh hưởng đến ta đây. Chỉ có điều mặc kệ kết quả cuối cùng sẽ như thế nào, thánh tộc vốn có 7 vị cổ thánh thì qua ngày hôm nay sẽ chỉ còn có 5 vị rồi. Bởi vì hai người các ngươi, nhất định sẽ bị ta chém rồi. Khi giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng mà đạm bạc kia của Yêu Yêu vang lên, vọng khắp mọi nơi thì tất cả tồn tại cường đại trong thiên nguyên giới đều đưa ánh mắt mang theo cảm xúc khác nhau nhìn về phía Thương Huyền Thiên. Yêu Yêu, sắc mặt của Thương Uyên cũng trở nên nghiêm nghị, vào lúc này, ông rốt cục cũng hiểu được, mục tiêu cuối cùng mà thánh tộc nhắm đến hóa ra thực sự không phải là Chu Nguyên hay là Thương Huyền Thiên, mà là Yêu Yêu ở sau lưng Chu Nguyên. Nghi ngờ trước đây của bọn họ coi như là đã có đáp án, Chu Nguyên hoàn toàn chính xác còn không đáng để thánh tộc trả một cái giá lớn thảm trọng như thế, thậm chí 7 vị cổ thánh đều xuất hiện, nhưng mà Yêu Yêu thì đáng giá. Hiển nhiên, thánh tộc đã biết được mối quan hệ giữa Chu Nguyên cùng Yêu Yêu, cho nên bọn họ dốc hết thủ đoạn ép Chu Nguyên đến tuyệt lộ, mục đích chính là ép Yêu Yêu đi ra. Nhưng mà nghi hoặc này mới được giải đáp, một câu hỏi mới lại sinh ra, hiện nay ở bên trong Thương Huyền Thiên, thánh tộc chỉ có 2 vị cổ thánh, loại sức mạnh này đối với bọn họ đương nhiên là phiền toái lớn bằng trời, nhưng chỉ bằng 2 người này mà muốn thương tổn đến tồn tại đặc thù như Yêu Yêu thì không khỏi có chút quá ngây thơ rồi. Huống chi, hiện tại, ở Thương Huyền Thiên, sau khi Yêu Yêu hàng lâm, chênh lệch giữa hai bên đã xuất hiện sự biến hóa mang tính nghịch truyền. Theo ý nào đó, Ma Cật, Hắc Chiếu này mới thật sự là lâm vào trong hoàn cảnh nguy hiểm, bởi vì bọn họ xem như trực tiếp rơi vào trong vòng vây của Chư Thiên. Hiện nay có Yêu Yêu chắn phía trước, bọn họ ở bên, còn có vị thiên chủ của Thương Huyền Thiên này là Chu Nguyên thao túng sức mạnh của đại trận Hỗn Nguyên Chu Thánh nhìn chăm chăm. Khi đối mặt với loại cục diện này, mặc dù là 2 vị cổ thánh cũng chưa chắc là có thể toàn thân trở ra rồi. Bạn đang xem Nguyên Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Recap Phim. Nếu quả thật 2 vị cổ thánh bị giữ lại vĩnh viễn ở đây, đối với thánh tộc tuyệt đối xem như là bị thương gân động cốt. Bên trên hư không, ánh mắt của 2 người Ma Cật cùng Hắc Chiếu nhanh chóng hội tụ ở trên người Yêu Yêu, khuôn mặt dần dần trở nên ngưng trọng, bởi vì bọn họ đều có thể ẩn ẩn cảm giác được một cảm giác áp bách mênh mông như vực sâu, giọng lớn như biển cả đang chậm rãi phát ra từ trong cơ thể của Yêu Yêu. Hôm nay có thể nhìn thấy thần linh đệ tam, thật sự là vinh hạnh của 2 người chúng ta. Ma Cật nghiêm nghị mở miệng. Yêu Yêu liếc nhìn 2 người với đôi mắt đạm mạc, cũng không nói gì. Mà Hắc Chiếu cổ thánh cũng bảo trì sự cung kính, nói, 2 người chúng ta tới đây là muốn thay mặt thánh thần đại nhân truyền đạt thiện ý cho thần linh đệ tam. Nếu như thần linh đệ tam có thể không nhúng tay vào tranh đấu giữa thánh tộc của chúng ta cùng Chư Thiên, thánh tộc của ta nguyện ý cung phụng đại nhân. Nghe thấy câu nói này của Hắc Chiếu cổ thánh, thánh giả của Chư Thiên đều tỏ ra giận dữ, thánh tộc này dĩ nhiên là muốn lôi kéo thần linh đệ tam. Nhưng mà trong đôi mắt đạm bạc giống như là thủy tinh của Yêu Yêu lại không hề có chút gợn sóng nào, nàng nói, đáng tiếc, ta lại không có hứng thú gì đối với sự cung phụng của thánh tộc các ngươi. Hắc Chiếu cổ thánh thành khẩn, thần linh đệ tam đại nhân, ngài là tiên thiên thần linh, tồn tại vượt trên tất cả, vạn vật trên thế gian này đối với ngài cũng chỉ như là cọng rơm cái rác, con sâu cái kiến mà thôi, ngài thực sự không cần phải đối địch với thánh thần đại nhân vì những tồn tại ti tiện ở trong Chư Thiên này, những gì Chư Thiên có thể cấp cho ngài, thánh tộc của chúng ta cũng có thể cho. Hơn nữa thánh thần đại nhân đã từng truyền thần dụ, tương lai đợi đến khi ngài ấy thống nhất thiên nguyên giới thì có thể phân đôi quyền lực, để 2 vị đại nhân cùng quản lý giới này. Yêu Yêu vẫn nhìn chằm chằm vào Hắc Chiếu với ánh mắt lạnh nhạt, chờ đến khi hắn nói xong, nàng mới thản nhiên đáp lại, lời nói này của ngươi hoàn toàn sai rồi, ở bên trong vạn vật của Chư Thiên cũng có người ta coi trọng, nếu không, làm sao các ngươi có thể ép ta hiện thân cho được. Giờ này khắc này, không ít thánh giả của Chư Thiên đều nhìn về phía Chu Nguyên với ánh mắt phức tạp. Thần Linh Đệ Tam đây là công khai thừa nhận tình cảm giữa nàng cùng Chu Nguyên ở trước mặt mọi người. Biểu cảm trên mặt của Chu Nguyên cũng cực kỳ phức tạp, có chút vui sướng cũng có chút phiền muộn. Những lời thừa nhận quan hệ ở trước mặt mọi người này không phải là nên để cho nhà trai nói hay sao? Như vậy mới có thể thể hiện ra địa vị của bản thân. Nhưng bây giờ là chuyện gì xảy ra? Vì sao hắn có loại cảm giác kỳ lạ? Quan hệ sai chỗ vậy? Hắc Chiếu Cổ Thánh tức cười rồi châm trước ngôn từ nói: Thần Linh Đệ Tam, hiện tại ngài nói như vậy là do thần tính chưa từng hoàn toàn khôi phục, cho nên còn có nhân tính quấy nhiễu lựa chọn của ngài mà thôi. Nhưng đợi ngày sau, lúc ngài triệt để sống lại, có lẽ cũng sẽ không suy nghĩ như vậy nữa đâu. Chỉ có điều khi Hắc Chiếu Cổ Thánh vừa mới dứt lời, hắn đột nhiên cảm giác được nhiệt độ ở trong trời đất giảm mấy phần, trong ánh mắt lạnh lùng của Thần Linh Đệ Tam kia giống như là có ý lạnh ngưng kết thành băng. Người nói nhảm nhiều lắm. Vào lúc này, mái tóc đen của Yêu Yêu không gió tự bay lên, khí thế dâng cao, trong con người kia tựa như là diễn biến hỗn độn, như là thế giới còn ở thời điểm sơ khai kia, đồng thời có một loại thương mang nguyên thủy chi khí tràn ngập. Thần nhãn. Ở trong thần nhãn, có thần quang lưu truyền, một loáng sau, thần quang lướt đi. Vào thời khắc này, trời đất tựa như là đã mất đi ánh sáng, mặt trời ảm đạm, vạn vật nghẹn ngào. Nguyên khí trong trời đất cũng lùi tán. Chỉ có một tia thần quang kia xỏ xuyên qua phía chân trời, trực tiếp xẹt qua phía trên hai người Ma Cật, Hắc Chiếu. Hai bên tựa hồ cũng không có bất kỳ tiếp xúc nào, nhưng khi tia thần quang kia xẹt qua, trên mặt của hai người Ma Cật, Hắc Chiếu có biểu cảm cực kỳ thống khổ hiện ra đến, sau đó ở chỗ hai vai cùng với đỉnh đầu của bọn họ đều có một đóa thánh liên thoáng hiện. Mà lúc này, ba đóa thánh liên dĩ nhiên là đang dần dần héo rũ, từng cánh hoa tàn lụi bay xuống. Nhìn thấy thế, sắc mặt của các vị thánh giả ở cả bên phía Chư Thiên cùng thánh tộc đồng thời biến đổi, bởi vì bọn họ rõ ràng nhất cảnh tượng ở trước mắt đại biểu cho chuyện gì, đó là dấu hiệu tam hoa bị gọt, nội tình bị chạm. Chỉ mới là một tia thần quang chém xuống, nội tình của hai gã cổ thánh đã bị nạo đi một bộ phận, sức mạnh này là kinh thế hãi tục bực nào. Sắc mặt của Ma Cật, Hắc Chiếu cũng có chút khó coi. Một chiêu này của Yêu Yêu mang đến tổn thương cho bọn họ còn lớn hơn cả tổn thương lúc trước, khi Chu Nguyên mượn nhờ sức mạnh của đại trận Hỗn Nguyên Chu Thánh cùng với mấy người Thương Uyên hợp lực đánh đến nửa ngày. Người trước mắt thật không hổ là tiên thiên thần linh, mặc dù chưa từng hoàn toàn khôi phục lại, nhưng loại sức mạnh này vẫn như cũ là đã vượt qua thánh nguyên. Không hổ là cổ thánh nội tình thâm hậu, vậy mà có thể tiếp nhận được một chiêu tam hoa chảm mà chưa chết. Nhìn thấy thế, Yêu Yêu khẽ gật đầu, chợt nàng nâng đầu ngón tay thon dài lên và nhẹ nhàng điểm xuống, phía trên hư không có gợn sóng lan ra. Mà ở bên trong thần nhãn của nàng, hỗn độn đang cuồn cuộn, chỗ đầu ngón tay đột nhiên có mấy tia thần quang ngưng tụ, mỗi một tia thần quang đều mang theo một luồng ý cảnh thần bí, khó hiểu, tựa như là có thể ngược dòng tìm hiểu đến tận lúc trời đất mới bắt đầu sinh ra. Cảnh tượng này đủ để làm cho bất luận vị thánh giả nào sinh lòng sợ hãi, mặc dù là hai vị cổ thánh như Ma Cật, Hắc Chiếu kia cũng vậy. Vào lúc này, sắc mặt của bọn họ ngoại trừ âm trầm còn có sợ hãi, chỉ có điều càng nhiều nữa lại là kiên quyết. Các ngươi tiến vào Thương Huyền Thiên có lẽ cũng đã mang theo tâm thái đi chịu chết, đã như vậy, ta sẽ thanh toàn cho các ngươi. Yêu Yêu đạm mạc nhìn qua hai người, ngón tay ngọc điểm xuống. Trong một cái chớp mắt kia, thần quang gào thét lao ra rồi chém xuống. Khi đối mặt với vô số tia thần quang đang chém xuống kia, hai người Ma Cật cùng Hắc Chiếu liếc nhìn nhau rồi bọn họ chợt hít một hơi thật sâu và xòe bàn tay ra, hai lòng bàn tay ú vào nhau còn bàn tay khác kết thành một bộ ấn pháp. Mà bên trên khuôn mặt của bọn họ lập tức là có biểu cảm thành kính, cuồng nhiệt hiện ra đến. Thời điểm Thánh Thần Đại Nhân hàng lâm là ngày chúng ta phục sinh. Ở trong ánh mắt khiếp sợ của các vị thánh giả trong Chư Thiên, chỉ thấy được trên thân thể của hai người đột nhiên có ngọn lửa hừng hực cháy lên, thậm chí không đợi mấy tia thần quang kia chém đến, thánh liên ở chỗ hai vai cũng đỉnh đầu của bọn họ đã bốc cháy lên. Hai gã cổ thánh của thánh tộc vậy mà ở chỗ này lựa chọn tự đốt thánh liên. Rầm rầm. Sau khi hai gã cổ thánh hiến tế tự đốt, tất cả mọi người có thể cảm nhận được hai luồng sức mạnh kinh khủng đến không có cách nào để hình dung hội tụ, loại sức mạnh này khiến cho toàn bộ nguyên khí trong Thương Huyền Thiên đều sôi trào lên. Cảm giác áp bách không có lời nào để miêu tả bao phủ ở khắp nơi trong Thương Huyền Thiên, kể cả những nơi hẻo lánh nhất. Tận đến lúc này, thần quang mới chém xuống, chỉ có điều ngay trước khi chúng chém vào trong thánh hỏa đang rực cháy hừng hực thì đột nhiên có âm thanh kim loại va chạm vang lên, vọng khắp mọi nơi. Ở phía xa xa, sắc mặt của mấy người Chu Nguyên, Thương Nguyên đều lập tức biến đổi, bởi vì bọn họ phát hiện, những thần quang kia dĩ nhiên là ở trong khoảnh khắc bị một luồng sức mạnh trực tiếp xóa đi rồi. Ánh mắt của bọn họ gắt gao nhìn chằm chằm vào chỗ hai người Ma Cật, Hắc Chiếu thiêu đốt, sau đó bọn họ nhìn thấy, chỗ không gian vặn vẹo có một thanh mâu gãi màu đen gỉ sét chậm rãi bay lên. Khi thanh mâu gãi màu đen kia xuất hiện, toàn bộ trời đất này giống như là đã trở nên tối om om, một luồng khí tức thần bí, minh mông, nguyên thủy tán phát ra rồi. Khi luồng khí tức kia xuất hiện, Chu Nguyên cảm giác được Thương Huyền Thiên đang chấn động, trong lúc nhất thời quyền hành còn có dấu hiệu không khống chế được, trời đất này tựa như là đang cảm thấy sợ hãi. Tồn tại như thế nào lại có thể làm cho một phương trời đất đều sợ hãi? Sắc mặt của Chu Nguyên âm trầm, Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào thanh mâu gãy màu đen kia, mặc kệ việc khí tức ở trên đó khiến cho hai mắt của hắn phải chảy máu. Ma cật kia cùng hắc chiếu hiến tế bản thân, hiển nhiên chính là bởi vì cung cấp sức mạnh cho vật ấy xuất hiện, mà có thể làm cho hai vị cổ thánh đều trả một cái giá lớn thảm trọng như vậy. Thân phận chủ nhân của luồng khí tức kia không cần nói cũng biết, ngoại trừ vị thánh thần của thánh tộc kia thì còn có thể là ai. Hiển nhiên, lúc này đây thánh tộc hao tổn nhân lực, thậm chí còn hy sinh hai vị cổ thánh, mục đích cuối cùng nhất là triệu ra thanh mâu gãy màu đen gỉ sét tựa như là bị thời gian ăn mòn này. Yêu Yêu đứng lơ lửng giữa hư không, con mắt dừng lại ở phía trên thanh mâu gãy màu đen kia, trên dung nhan tuyệt mỹ, trong trẻo nhưng lạnh lùng đạm bạc rốt cục cũng xuất hiện gợn sóng, cặp môi đỏ mọng hé mở của nàng, có giọng nói lạnh lùng vang lên. Đây là tuyệt thần mâu, ở thời kỳ viễn cổ, khi thánh thần nhấc lên cuộc chiến diệt giới, cuối cùng nhất đánh thức ý niệm còn sót lại của Tổ Long ở chỗ sâu trong thế giới. Thánh thần cầm tuyệt thần mâu, chiến đấu cùng ý niệm của Tổ Long, cuối cùng nhất, một đoạn người thua. Hiện nay tuyệt thần mâu lại hiện ra, mái tóc đen giống như là thác nước của Yêu Yêu theo gió lắc nhẹ, mép váy khẽ bay lên, mà những lời nàng nói lại làm cho tất cả những vị thánh giả của chư thiên đều cảm thấy một luồng ý lạnh rét thấu xương từ dưới bàn chân xuyên thẳng lên đến đỉnh đầu. Xem ra khoảng cách ngươi triệt để thức tỉnh đã không xa. Vậy hay sao, thánh thần? Một câu cuối cùng là nói với thanh mâu gãy màu đen kia. Giọng nói quanh quần ở giữa trời đất của Yêu Yêu làm cho thánh giả của chư thiên đều cảm thấy lạnh cả người, từng ánh mắt sợ hãi, hoảng sợ nhìn qua thanh mâu gãy màu đen kia. Mà ở dưới ánh mắt nhìn soi mói của mọi người kia, thanh mâu gãy màu đen khẽ chấn động, ngay sau đó, có khí lưu màu đen từ trong đó chui ra, dần dần tràn ngập ở bên trên hư không kia, tạo thành một gương mặt vô cùng khổng lồ. Nhìn vào gương mặt kia, trong lòng của tất cả mọi người đều xuất hiện những từ cổ xưa, nguyên thủy, hỗn độn để miêu tả nó. Khi gương mặt khổng lồ kia xuất hiện, Thương Huyền Thiên này cũng phải gào thét lên tiếng, nguyên khí trong trời đất triệt để không khống chế được, động đất, gió lốc, lũ lụt, núi lửa phun trào diễn ra ở khắp mọi nơi, toàn bộ trời đất đều trở nên hỗn loạn, dao động. Trung Nguyên vội vàng vận chuyển sức mạnh của trời đất, kiệt lực bình ổn hỗn loạn, nhưng chấn động lưu lại ở trong trời đất kia vẫn còn làm cho hắn âm thầm kinh hãi. Nếu như Thương Huyền Thiên này có linh trí thì chỉ sợ lúc này nó thật sự sẽ đang thu mình, run rẩy. Trung Nguyên kiêng kỵ nhìn về phía gương mặt cổ xưa, hỗn độn kia, mặc dù là đứng nhìn từ xa xa nhưng hắn cũng cảm giác được thánh nguyên đang chảy xuôi trong cơ thể của mình đang chấn động, thậm chí ngay cả thánh thể vô cùng cường hãn cũng đang chấn động, run rẩy. Loại cảm giác áp bách khó có thể hình dung này vượt xa bất luận sinh linh nào mà hắn đã gặp, cho dù là cổ thánh, cổ tôn cũng khó có thể so sánh. Gương mặt giống như thực chất lại giống như hư ảo ở phía trên hư không kia tựa như tinh không đại hải, làm cho người ta cảm thấy sợ hãi, không dám tìm tòi nghiên cứu. Trước đây, ở bên trong Long Linh Động Thiên của Vạn Thú Thiên kia, Trung Nguyên đúng là đã từng chứng kiến cường giả của thánh tộc dùng bí pháp triệu hồi ra một hư ảnh của thánh thần, nhưng so sánh với khuôn mặt khổng lồ ở trước mắt, khí tức mà hư ảnh của thánh thần kia tỏa ra có thể nói là như ánh sáng của đom đóm với mặt trăng. Thần linh đệ tam, xem ra ngươi đã cự tuyệt thiện ý của ta. Gương mặt khổng lồ cổ xưa mở mắt ra nhìn chằm chằm vào chỗ Yêu Yêu đang đứng, bên trong con người là một mảnh hỗn độn, có giọng nói lạnh nhạt truyền ra. Vào lúc này, ánh mắt của Yêu Yêu cũng dừng lại ở phía trên gương mặt khổng lồ cổ xưa kia, sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng, bởi vì người trước mắt có thể nói là một hóa thân chính thức của thánh thần, mà thực sự không phải là hình chiếu như ở bên trong Long Linh Động Thiên của Vạn Thú Thiên lúc trước. Từ khi nào loại tồn tại như ngươi có thiện ý vậy? Mái tóc đen của Yêu Yêu không gió tự bay, trong thần nhãn có sức mạnh trí cao đang chảy xuôi, đang hờ hững mở miệng. Thánh thần, mục tiêu của ngươi là nuốt chửng tất cả vạn vật sinh linh do Tổ Long biến thành, lấy đó làm điều kiện để giúp cho ngươi có thể đột phá trí cao thần giống như thần linh đệ nhất, còn ta tuân theo ý niệm của Tổ Long mà sinh, cho nên ngay từ khi bắt đầu, chúng ta đã định sẵn là địch nhân sống chết rồi, không phải ngươi chết thì là ta chết, vì thế, thu hồi những trò đùa nhàm chán kia của ngươi đi. Gương mặt của thánh thần giống như là phát ra tiếng cười, có giọng nói truyền ra, cô và ta đều là tiên thiên thần linh, ở trong mắt của chúng ta, những sinh linh này chỉ giống như là cọng rơm cái xác bụi bầm. Mặc dù cô sinh ra từ trong ý niệm của Tổ Long, nhưng cô lại không phải là Tổ Long, vì những kẻ ti tiện này mà lựa chọn làm địch nhân với ta có phải là quá ngu ngốc rồi không? Cô thật sự đã nghĩ kỹ chưa? Khuôn mặt của Yêu Yêu vẫn cực kỳ đạm mạc, sắc mặt không thay đổi gì. Gương mặt của thánh thần chập trùng, trượt cặp mắt hỗn độn kia nhìn về phía Trung Nguyên, có giọng nói thần bí vang lên, cô lựa chọn làm địch nhân của ta, chẳng lẽ là bởi vì người này hay sao? Ha ha ha, đúng thật là quá thú vị. Đường đường thần linh đệ tam lại sẽ sinh ra cảm tình đối với bụi bẩm cọng rơm cái rác như vậy. Thần linh đệ tam, cô quả thật là đã làm nhục danh hiệu tiên thiên thần linh này rồi. Tiếng cười của thánh thần vang lên, vọng khắp mọi nơi, khiến cho trời đất chấn động, thay đổi bất ngờ, vạn vật sợ hãi. Lựa chọn của ta có liên quan gì tới ngươi? Chỉ là một bộ hóa thân thôi vậy mà cũng dám thuyết giáo ta sao? Sắc mặt của Yêu Yêu trầm xuống, có lăng lệ, ác liệt sát cơ bắt đầu khởi động. Mặc dù ở đây chỉ là một bộ hóa thân nhưng mà thực lực của ngươi cũng đâu có đạt tới đỉnh phong. Chỉ là một vị thần linh nhưng thần tính còn chưa khôi phục hoàn toàn mà thôi. Thánh thần cười nhạt, trượt bên trên gương mặt khổng lồ kia cũng có biểu cảm hờ hững hiện ra. Cũng phải thôi, người tuân theo ý niệm của tổ long mà sinh, ta muốn nắm giữ thần lực như thần linh đệ nhất thì cuối cùng vẫn phải nuốt ngươi, cho nên ngươi lựa chọn gì kỳ thật cũng không quan trọng đâu. Hiện nay, ta ngược lại là muốn thử xem, thần linh đệ tam như ngươi đến tột cùng đã kế thừa bao nhiêu phần năng lực của tổ long. Bạn đang xem Nguyên Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Recap Phim. Ngay sau khi những từ cuối cùng được vang lên, mọi người chỉ thấy được thanh mâu gãy màu đen lúc trước lại chậm rãi chui ra từ chỗ miệng của gương mặt khổng lồ trôi nổi ở bên trên hư không kia. Đoạn mâu tĩnh mịch, vết kỷ loang lổ ở bên trên đó giống như là có thể thôn phệ hết thảy. Mặc dù là thực lực hiện tại của Chu Nguyên cũng không bình thường, nhưng hắn chỉ mới là đứng nhìn từ xa xa thì cũng đã cảm giác được thánh thể của bản thân bị một luồng sức mạnh vô hình xâm nhiễm, ảnh hưởng, thật sự là khó có thể tưởng tượng, nếu như bị công kích bực này đánh trúng thì đến tột cùng sẽ có kết quả thế nào. Chỉ sợ, đừng nói là bọn họ, coi như là thánh giả tam liên cảnh cổ tôn cũng khó có thể tránh được kết quả hy sinh. Yêu Yêu nhìn chằm chằm vào thanh mâu gãy màu đen kia, trong mắt cũng có thêm biểu cảm ngưng trọng hiện ra, chính như lời thánh thần đã nói, tuy rằng hắn chỉ là hóa thân, nhưng hiện tại, bởi vì thần tính chưa từng hoàn toàn thức tỉnh cho nên nàng cũng còn chưa thực sự là thần linh đệ tam, cấp độ của hai bên cũng không sai biệt nhiều. Giờ này khắc này, khi nhìn qua nơi đây, bất luận là thánh giả bên phía Chư Thiên hay là thánh tộc đều có sắc mặt ngưng trọng, tuy rằng hiện tại Yêu Yêu cùng thánh thần cũng không phải là trạng thái toàn thịnh, nhưng bất kể như thế nào, đây là lần đầu tiên tồn tại mạnh nhất của hai bên chiến đấu. Trận chiến này tất nhiên sẽ mang đến ảnh hưởng cực kỳ sâu xa. Ông! Ở trong một cái chớp mắt tiếp theo, thanh mâu gãy màu đen đột nhiên lướt đi, mọi người chỉ cảm thấy trời đất này bắt đầu sụp đổ, vệt sáng u ám màu đen bay ra, nhanh chóng khiến cho hết thảy vật chất trên đường đi của nó đều hóa thành hư vô. Con đường về sáng màu đen này lướt qua tựa như là tạo thành một khu vực bị gạt bỏ ở bên ngoài phương trời đất này. Chỉ cảm nhận từ xa nhưng Chu Nguyên, Thương Nguyên cùng các vị thánh giả trong Chư Thiên vẫn cảm thấy sởn hết cả gai ốc, loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt này gần như là làm cho bọn họ không nhịn được muốn quanh người trốn chạy. Loại sức mạnh này là thứ bọn họ trước đây chưa từng gặp. Đó là thần lực, là thứ sức mạnh đã vượt qua thánh nguyên. Ngón tay ngọc của Yêu Yêu nắm chặt, có cây bút màu ngọc bích nhanh chóng hiện ra, ngòi bút rơi xuống, hư không bắt đầu chấn động. Từ ngòi bút, vô số nguyên văn cổ xưa mà nguyên thủy chảy xuôi ra, mỗi một nguyên văn kia đều đủ để làm cho những tông sư nguyên văn trên thế gian kia như si mê như say sưa, bởi vì đây là nguyên văn phù hợp trời đất nhất. Mỗi một nguyên văn đều có thể động đến lực bổn nguyên trong trời đất. Chỉ trong vòng mấy giây ngắn ngủn, vô số nguyên văn bay lên, tựa như là biến thành tinh hà sáng chói, tinh hà xoay tròn, áp xúc, cuối cùng đúng là tạo thành một ngôi sao. Ngôi sao bằng nguyên văn ầm ầm rơi xuống, xé rách hư không, nghiền nát vô số tầng không gian. Mục tiêu của ngôi sao này chỉ thẳng về phía vệt sáng u ám màu đen có thể hóa vạn vật thành hư vô kia. Bùm! Cả hai va chạm ngược lại là không có tiếng nổ vang trời giống như bên trong suy nghĩ của mọi người, nhưng ở chỗ va chạm có bóng tối đang nhanh chóng lan tràn đi ra, chỉ trong vòng mấy giây ngắn ngủn, chỗ đó đã biến thành một khu vực màu đen rộng đến cả trăm vạn dặm. Ở trong khu vực này, hết thảy vật chất đều bị hủy diệt, mặc dù là nguyên khí trong trời đất, đều bị phai mở thành hư vô. Nhìn qua khu vực màu đen rộng đến cả trăm vạn dặm kia, sắc mặt của Chu Nguyên cực kỳ ngưng trọng. Bởi vì ở bên trong cảm giác của hắn, phiến khu vực này giống như là đã bị cắt khỏi thương huyền thiên vậy, mặc dù là thiên chủ như hắn cũng không có cách nào để cảm ứng tình huống ở bên trong, đồng thời cũng không có cách nào để chữa trị cho chỗ đó trở lại bình thường, một khu vực như vậy giống như là đã bị hủy diệt sạch sẽ. Loại lực phá hoại này làm cho Chu Nguyên có chút kinh hãi, trong dĩ vãng cũng chưa từng có chiến đấu giữa cổ tôn cùng cổ thánh diễn ra, mặc dù những trận chiến đó có thể khiến cho hư không nghiền nát, nhưng theo thời gian trôi qua chung quy là có thể chữa trị. Nhưng bây giờ, khu vực màu đen này lại tựa như là quy về hỗn độn, loại địa phương này coi như là cường giả pháp vực cảnh rơi vào trong đó, chỉ sợ đều khó có thể thoát khỏi. Có thể nói là một chỗ tuyệt cảnh. Chỗ tuyệt cảnh này lại không phải là do trời đất hình thành, mà chỉ là kết quả do hai đòn tấn công của Yêu Yêu cùng vị thánh thần kia va chạm. Sức mạnh như thế hoàn toàn đã vượt qua sự tưởng tượng của mọi người rồi. Yêu Yêu nhìn chằm chằm vào khu vực màu đen kia, chợt ngón tay ngọc của nàng bỗng nhiên lăng không điểm ra. Huỳnh! Chỉ thấy chỗ không gian gương mặt khổng lồ của thánh thần đang hiện thân đột nhiên vỡ tan. Một dòng nước lũ lao ra và nhanh chóng biến thành một con rồng khổng lồ do nguyên văn cổ xưa biến thành. Con rồng khổng lồ kia tản ra một loại khí tức nguyên thủy, mấy người Chu Nguyên cũng nhanh chóng nhận ra khí tức này giống hệt với tàn hồn của tổ long. Con rồng khổng lồ nguyên văn kia cuốn lấy gương mặt của thánh thần, sau một cái chớp mắt có long tức phun ra, trong long tức kia có thể thấy được hàng tỷ nguyên văn như ẩn như hiện, tựa như là mưa bụi rực rỡ thì đẹp chói mắt. Mà đối với luồng long tức kia do con rồng khổng lồ nguyên văn kia phun đến, khuôn mặt của thánh thần kia tựa hồ cũng không làm ra chống cự. Chỉ là có một tiếng cười có thâm ý khác vang lên. Ngay khi tiếng cười của hắn vang lên thì ở chỗ xa xa kia, Chu Nguyên đột nhiên cảm giác được một cảm giác bất an đột nhiên tuôn ra. Bùm! Mà đúng ở thời khắc này, hư không trước mặt hắn đột nhiên vỡ tan, chỉ thấy được một vệt sáng màu đen lướt đi, ở bên trong vệt sáng màu đen kia rõ ràng là một đầu mâu loang lổ hơn nữa che kín vết dạn. Đầu mâu u ám, Nhìn qua giống như là cũng không hề sắc bén, nhưng ngay khi nó vừa xuất hiện, sắc mặt của Chu Nguyên lại trở nên cực kỳ khó coi. Hắn ngược lại là không nghĩ tới, thánh thần này vậy mà không để ý thân phận, lại ám muốn thừa dịp này đột nhiên ra tay, đánh lén hắn. Đầu mâu u tối bắn đến, vào lúc này, thời gian tựa như là đều trở nên chậm chạp, một luồng uy áp kinh khủng bao trùm Chu Nguyên, làm cho nguyên khí trong cơ thể của hắn tựa như là đều bị ngưng trệ. Giờ này khắc này, thực lực của thánh giả hay là thân phận thiên chủ tựa hồ hoàn toàn đã mất đi hiệu quả, giống như là kẻ dưới bị chấn nhiếp, không có lực phản kháng khi đối mặt với thượng vị giả vậy. Nhưng mà vào lúc này, một bàn tay ngọc nhỏ nhắn khoác lên trên bờ vai của Chu Nguyên rồi kéo hắn về phía sau, đồng thời theo đó, thân hình của Yêu Yêu xuất hiện ở trước mặt. Vào lúc này, trên dung nhan tuyệt mỹ của nàng tràn đầy sự lạnh lùng, nàng nâng tay áo lên, ở trong đó tựa như là có ẩn chứa không gian, mà đoạn đầu mâu màu đen kia thì là chui vào trong đó. Trong một cái chớp mắt kia, thân thể mềm mại của Yêu Yêu giống như là khẽ run lên. Cùng lúc đó, bàn tay ngọc của nàng nắm chặt lại. Huỳnh! Cùng lúc đó, con rồng khổng lồ nguyên văn kia đang quấn chặt lấy gương mặt của thánh thần kia bộc phát ra ánh sáng chói mắt, tựa như ngàn vạn mặt trời đồng thời nổ tung. Rầm rầm. Lúc này đây, có tiếng nổ inh tai vang lên, toàn bộ Thương Huyền Thiên đều bị chấn động, lung lay, vô số ngọn núi cao chót vót bị san thành bình nguyên, biển cả mênh mông nổi sóng cuốn phăng mọi thứ. Chấn động rằng co hồi lâu rốt cục dần dần tán đi. Mọi người đưa ánh mắt nhìn qua, chỉ thấy được ở chỗ đó có khí đen bốc lên, khuôn mặt khổng lồ giống như là thần linh vẫn như cũ là lẳng lặng lơ lửng, hờ hững nhìn xuống phía dưới. Ánh mắt của thánh thần nhìn về chỗ Yêu Yêu, có giọng nói to rõ lạnh lùng truyền ra, "Thần linh đệ tam, ngươi vậy mà thật sự để ý đến sự sống chết của một con sâu cái kiến. Thật là có ý tứ." À, một thần linh tham luyến loại tình cảm vô vị, cấp thấp này thì đúng không còn là uy hiếp đối với ta. Lần thăm dò này của ta đã có kết quả và ngươi đã để cho ta có chút thất vọng. Vào lúc này, khuôn mặt khổng lồ khí đen biến thành kia dần dần trở nên mỏng manh. Tuyệt thần chú độc này là lễ gặp mà ta tặng cho ngươi. Ta nghĩ chờ đến khi ngươi thể nghiệm được nỗi thống khổ của nó thì có lẽ ngươi sẽ minh bạch vì một con sâu cái kiến trả giá lớn như vậy đến tột cùng là chuyện ngu xuẩn cỡ nào. Thần linh đệ tam, rất nhanh chúng ta sẽ thật sự chạm mặt rồi. Đến lúc đó, nếu như bộ dáng của ngươi vẫn còn là như thế này, vậy thì hãy để cho chư thiên này hủy diệt cùng với ngươi đi. Khuôn mặt khổng lồ triệt để tiêu tán đi, nhưng mà giọng nói hờ hững vẫn còn vang vọng ở giữa trời đất lại làm cho những người bên phía chư thiên cảm thấy cả người phát lạnh, trong mắt có biểu cảm sợ hãi hiện lên. Mà Yêu Yêu cũng nhíu mày, nàng nâng bàn tay lên, chỉ thấy được trong lòng bàn tay giống như là noãn ngọc kia xuất hiện một đường vân màu đen. Vào lúc này, đường vân đang chậm rãi nhúc nhích và không ngừng khuếch tán, đồng thời nó còn tản ra khí tức cực kỳ âm độc. Gương mặt khổng lồ kia của thánh thần đã tiêu tán vào trong hư không, nhưng mà những lời cuối cùng của hắn lại vẫn khiến cho sắc mặt của các vị thánh giả bên trong chư thiên trầm xuống. Thần linh đệ tam tựa hồ là đã bị trúng ám toán của đối phương. Thân hình của Chu Nguyên gần như là lập tức đã xuất hiện ở bên cạnh Yêu Yêu, hắn bắt lấy cánh tay mềm mại, trắng như tuyết kia, nhìn xem đường vân màu đen đang chậm rãi nhúc nhích, hơn nữa còn đang có xu thế khuếch trương ở trong lòng bàn tay của người sau, sắc mặt của hắn trở nên cực kỳ khó coi. Đường vân kia nhìn như nhỏ bé nhưng mà khí tức âm độc phát ra từ trong đó lại làm cho người ta cảm thấy sợ hãi, không dám chạm thẳng vào. Thân hình của mấy người Thương Uyên cũng nhanh chóng xuất hiện ở bên cạnh Chu Nguyên, nhìn qua đường vân kia, trên mặt của bọn họ cũng hiện lên biểu cảm sợ hãi, bởi vì ở bên trong cảm giác của bọn họ, nếu như bản thân bị trúng loại chất độc này, chỉ sợ trong khoảnh khắc là bọn họ sẽ bị hóa thành một vũng máu màu đen. Bất luận loại nội tình gì, nếu không phải thần linh thì ở trước mặt loại chất độc này đều yếu ớt không chịu nổi. Thật là một loại độc đáng sợ. Thương Uyên cau mày, giọng nói trầm thấp vang lên. Thánh tộc lần này hao tổn nhiều nhân lực như vậy chính là vì mục đích cuối cùng này hay sao? Một vị thánh giả song liên cảnh khác cắn răng nói. Hiện nay, hóa thân của thánh thần đã tiêu tán, mưu đồ của thánh tộc cũng triệt để bạo lộ. Hiển nhiên, hết thảy mọi việc bọn hắn làm đều có mục đích nhằm vào vị thần linh đệ tam này. Theo ý nào đó, tuy rằng thánh tộc đã phải trả giá bằng tính mạng của hai vị cổ thánh, nhưng mục đích của bọn họ đích thật là đã đạt đến. Chu Nguyên nhìn qua dung nhan trắng nõn tuyệt mỹ kia của Yêu Yêu, mặc dù lúc này trong cơ thể có một loại kịch độc thần bí có thể uy hiếp cả tiên thiên thần linh, nhưng biểu cảm trên gương mặt của nàng vẫn như cũ là cực kỳ bình tĩnh. Chu Nguyên cắn môi, cũng không nói chuyện, nhưng trên mặt lại xuất hiện biểu cảm tự trách. Mưu đồ lần này của thánh tộc dù đan xen nhiều bước, nhiều trình tự nhưng mục tiêu cuối cùng đều nhằm về phía Yêu Yêu. Cho dù biết là như thế nhưng trong lòng của Chu Nguyên vẫn cảm thấy cực kỳ khó chịu, bởi vì bất luận là ép Yêu Yêu đi ra, hay là lúc trước thánh thần dùng độc ám toán, có thể nói, Chu Nguyên hắn đều hoàn toàn xứng đáng là một vướng víu. Vốn dĩ là hắn cho rằng sau khi đột phá thánh giả, trở thành thiên chủ của Thương Huyền Thiên thì bản thân có lẽ có thể cải biến một số thứ gì đó, nhưng sự thật tàn khốc lại để cho hắn hiểu được một điều, bằng vào thực lực bây giờ của hắn có lẽ cũng được coi là cường giả đỉnh cao trong thiên nguyên giới, nhưng chỉ thế thì vẫn còn chưa đủ. Ở bên trong trận chiến này, hắn hoàn toàn bị thánh tộc xem là một chỗ sơ hở dùng để công kích Yêu Yêu. Trước đây cảm giác tự đắc sinh ra bởi vì tấn chức thánh giả, trở thành thiên chủ của Thương Huyền Thiên, vào lúc này lại khiến cho hắn cảm thấy bản thân buồn cười cùng đáng thương như một thằng hề vậy. Khi Chu Nguyên còn đang thầm tự trách bản thân thì một bàn tay khác của Yêu Yêu nắm chặt bàn tay của Chu Nguyên. Xúc cảm mềm mại, ấm áp từ bàn tay kia cũng làm cho cảm xúc hỗn loạn trong lòng Chu Nguyên dần dần bình ổn lại. Chu Nguyên ngẩng đầu và nhìn thấy ở bên trong đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng kia của Yêu Yêu hiện lên biểu cảm nhu hòa hiếm thấy, nàng khẽ lắc đầu với hắn. Đừng nên phủ nhận sự thành tựu của chàng, nếu như ngay cả chàng đều không có tự tin thì e rằng các vị thánh giả của Chư Thiên cũng chỉ có thể xấu hổ đến tự thiêu thánh liên rồi. Yêu Yêu nhẹ giọng nói. Ở cách đó không xa, nghe thấy câu nói này của Yêu Yêu, khuôn mặt của những vị thánh giả khác khẽ run rẩy, chỉ có điều tất cả đều không nói chuyện, bởi vì theo ý nào đó, những lời này của Yêu Yêu hoàn toàn chính xác là sự thật. Chu Nguyên ở trước mắt không chỉ đã bước vào thánh giả cảnh, hơn nữa còn trở thành thiên chủ chính thức chấp trưởng quyền hành của Thương Huyền Thiên, cho nên coi như là những thánh giả song liên cảnh có uy tín lâu năm như bọn họ mà muốn chiến đấu với người trước ở trong Thương Huyền Thiên này thì chỉ sợ đều không lấy được chỗ tốt gì. Mà trong số bọn họ, thời gian tu luyện của bất cứ người nào cũng phải hơn Chu Nguyên gấp trăm lần thậm chí thêm nữa, nhưng hiện nay Chu Nguyên bước đi sau mà vượt lên trước, thiên phú cùng tiềm lực bực này quá đáng sợ, mặc dù là những người như bọn họ trong nội tâm đều chỉ có thể nói một tiếng thán phục. Yêu Nghiệt như thế chỉ cần cho hắn thêm mấy năm tu luyện, chỉ sợ trong danh sách những người có thể đột phá cổ tôn chắc chắn sẽ có tên của đối phương, thậm chí khả năng đột phá có khi còn cao hơn cả vị sư tôn Thương Uyên của hắn. Mà ở bên trong trận chiến lần này, Chu Nguyên nhìn như luôn ở trong thế hạ phong, nhưng điều này cũng không đại biểu rằng thực lực của hắn yếu kém, bởi vì chung quy lại là vẫn phải xem lần này đối thủ xuất hiện là ai, giống như bộ hóa thân của thánh thần kia, đừng nói là Chu Nguyên, coi như là ba vị cổ tôn của Quý Khư Thần Điện ở chỗ này chỉ sợ cũng không lấy được chỗ tốt gì. Mà ngoại trừ hóa thân của thánh thần thì ai không phải là tồn tại hung danh hiển hách, tung hoành nhiều năm trong thiên nguyên giới, khi đối mặt với nhân vật bậc này, coi như là thánh giả song liên cảnh có uy tín lâu năm như bọn họ cũng không dám coi thường, chỉ dựa vào ưu thế nhân số hơn nữa còn có bảo vật như tổ long đang hiệp trợ mới có thể miễn cưỡng chống lại. Chu Nguyên cầm chặt bàn tay nhỏ bé của Yêu Yêu, trầm mặc một lúc lâu rồi cũng dần dần thu liễm cảm xúc, bởi vì hắn hiểu được những cảm xúc này cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Nhưng mà vào lúc này, hư không ở bốn phương đột nhiên vặn vẹo, một lỗ đen xuất hiện, từ bên trong lỗ đen, có ba bóng người tàn ra khí thế mạnh mẽ đi ra và bay về phía mấy người Chu Nguyên. Kim La Cổ Tôn, Đế Long Cổ Tôn, Xích Cơ Cổ Tôn. Nhìn qua ba bóng người vừa bay đến kia, Thương Uyên cùng các vị thánh giả song liên cảnh đều dựng thẳng bàn tay ở trước ngực, hành lễ chào hỏi. Bạn đang xem Nguyên Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Recap Phim. Ba người ở trước mắt đúng là ba vị cổ tôn của Quy Khư Thần Điện, trước đây bọn họ bị cổ thánh của thánh tộc cuốn lấy, hiện nay thánh tộc rút đi, bọn họ cũng lập tức hàng lâm xuống Thương Huyền Thiên. Chu Nguyên đưa ánh mắt nhìn qua, ngoại trừ Kim La Cổ Tôn hắn khá quen thuộc thì Đế Long Cổ Tôn cùng Xích Cơ Cổ Tôn kia đều được hắn quan sát cẩn thận. Đế Long Cổ Tôn xuất thân từ Huyền Long tộc của Vạn Thú Thiên, thân hình khôi ngô, người mặc long giáp màu vàng, khuôn mặt uy nghiêm, long uy không ngừng từ trên người hắn tràn ngập ra, khiến cho hư không chấn động. Mà vị Xích Cơ Cổ Tôn đến từ Càn Khôn Thiên kia thì là một vị mỹ phu nhân tụ tập vũ mị, ôn nhu vào một, dáng người cao gầy đầy đặn, trở thành thuộc lại tài trí, một cái nhăn mày một nụ cười đều tản ra mị lực rất lớn. Ba vị cổ tôn vừa hiện thân, ánh mắt đầu tiên là nhìn về phía Yêu Yêu, sau đó đều dựng thẳng bàn tay ở trước ngực, nghiêm nghị hành lễ. Bái kiến thần linh đệ tam. Mặc dù là Đế Long Cổ Tôn bá đạo bướng bỉnh lúc này đều thu liễm sự ngạo khí, mặc kệ ở lúc ban đầu, khi đối mặt với viên thần thạch hãy còn chưa từng thai nghén ra Yêu Yêu kia, lựa chọn của hắn là thế nào, nhưng hiện nay Yêu Yêu đã sinh ra đời, hơn nữa thức tỉnh thần tính, như vậy hắn tự nhiên sẽ thu hồi những ý nghĩ đã từng có trong đầu kia, dù sao hiện nay Yêu Yêu đã trở thành hy vọng cuối cùng của Chư Thiên. Đặc biệt là sau khi nhìn thấy thực lực mà hóa thân của thánh thần triển lộ ra kia, mặc dù là ba vị cổ tôn, trong lòng đều cực kỳ trầm trọng cùng bất an, hiện nay thánh thần đã có thể phân ra hóa thân, điều này nói rõ thời điểm vị kia triệt để thức tỉnh đã không xa. Ba vị cổ tôn đều đã trải qua cuộc chiến diệt giới ở thời kỳ viễn cổ kia, cho nên bọn họ càng minh bạch sự đáng sợ của thánh thần. Ánh mắt đạm mà của Yêu Yêu đảo qua ba người rồi nàng chỉ khẽ gật đầu. Vào lúc này, Kim La Cổ Tôn mới đưa ánh mắt nhìn về phía những người khác, ấm giọng nói, lần này, chúng ta có thể thủ hộ Thương Huyền Thiên đã khiến cho chư vị phải vất vả rồi. Mấy người Thương Uyên đều cười khổ, trong mắt có biểu cảm trầm trọng hiện ra, nếu như Yêu Yêu cũng không trúng độc, có lẽ lần này thực xem như chư thiên bọn họ đại thắng, dù sao bất kể như thế nào, thánh tộc đều tổn thất hai vị cổ thánh, nhưng hiện nay Yêu Yêu đã bị trúng tuyệt thần chú độc, nếu như nàng có chuyện gì thì chư thiên sẽ đánh mất tất cả hy vọng. Nhìn thấy biểu cảm trên mặt của bọn họ, con người của ba vị cổ tôn cũng co vào, sau đó, Kim La Cổ Tôn lại đưa ánh mắt nhìn về phía Yêu Yêu, nhẹ giọng nói, không biết tình huống bây giờ của thần linh đệ tam là như thế nào. Mặc dù biểu cảm trên mặt của Yêu Yêu vẫn đạm bạc như cũ, chỉ có điều mọi người vẫn có thể nhìn ra được tâm tình lúc này của nàng không thật là tốt, cho nên thậm chí đều lười đáp lời. Thấy thế, ba người Kim La Cổ Tôn không khỏi có chút xấu hổ. Chu Nguyên nhẹ nhàng nắm chặt lại bàn tay nhỏ bé của Yêu Yêu, trong mắt tràn đầy lo lắng. Thánh thần kia hao tổn tâm cơ cũng muốn hạ độc Yêu Yêu, Cho nên cái gọi là tuyệt thần chú độc này tuyệt đối sẽ không đơn giản, bằng không thì cũng không đáng để thánh tộc trả giá bằng tính mạng của hai gã cổ thánh. Yêu Yêu liếc nhìn Chu Nguyên, sau khi trầm mặc một lát, nàng mới nói, đây là một loại độc cực kỳ mạnh mẽ. Năm đó, thánh thần chiến đấu cùng ý niệm của Tổ Long, cuối cùng bị trọng thương hôn mê, mãi đến khoảng ngàn vạn năm gần đây mới thức tỉnh, bắt đầu chữa thương. Trong khoảng thời gian này, hắn không chỉ ép những phần bị ý niệm của Tổ Long xâm nhuộm ở trong cơ thể ra, hơn nữa trải qua mấy lần luyện hóa mới tạo thành cái gọi là tuyệt thần chú độc này. Ta có thể cảm giác được ở bên trong loại tuyệt thần chú độc này ẩn chứa hắc ám vô biên cùng bạo ngược vô tận, đây là cảm giác thống khổ mà thánh thần đã chịu đựng trong khoảng thời gian chữa thương kia. Hắn tinh luyện chúng ra, gia nhập vào trong tuyệt thần chú độc. Đôi mắt sáng của Yêu Yêu lặng lặng nhìn đường vân màu đen đang dần dần khuếch trương ở trong lòng bàn tay kia rồi nói khẽ, hắn muốn dùng loại tuyệt thần chú độc này để kéo chậm bước tiến của ta. Sau đó, hắn sẽ có cơ hội đi trước ta một bước, chữa lành vết thương trước khi thần tính trong ta hoàn toàn thức tỉnh. Khi Yêu Yêu vừa dứt lời thì mọi người ở đây đều khẽ rùng mình. Thì ra đây mới là mục đích cuối cùng của lần hành động ngày hôm nay của vị thánh thần kia ư, để có thời gian chữa lành vết thương trước khi thần tính trong Yêu Yêu hoàn toàn thức tỉnh sao? Mà nếu quả thật chuyện đến một bước đó, đối với sinh linh trong chư thiên, chỉ sợ thật sự là một tai nạn mang tính hủy diệt. Dù sao, ở trong trận chiến năm đó, ý niệm còn sót lại của Tổ Long đã gần như là tiêu hao hết, cho nên sinh linh trong chư thiên không thể lại trông cậy vào ý niệm của Tổ Long để chống đỡ thánh thần. Hy vọng còn lại duy nhất để bọn họ gửi gắm chính là thần linh đệ tam ở trước mắt. Nhưng hiện tại thần linh đệ tam cũng không may bị thánh thần ám toán, cái gọi là tuyệt thần chú độc kia tất nhiên không đơn giản. Nàng có thể hóa giải loại độc này hay không? Chu Nguyên hỏi. Yêu Yêu mỉm cười, nói, không phải vấn đề lớn lắm, chỉ là cần một chút thời gian. Ánh mắt của Chu Nguyên dừng lại ở trên gương mặt của Yêu Yêu mấy giây, cuối cùng hắn gật gật đầu. Ở một bên, Đế Long cổ tôn kia không nhịn được mở miệng giống như muốn nói điều gì đó nhưng lại bị Xích Cơ cổ tôn ngăn lại. Kim La cổ tôn chậm rãi nói, không biết tiếp theo thần linh đệ tam có tính toán gì không? Đã trở về Thương Huyền Thiên, vậy trước tiên dừng lại ở chỗ này mấy ngày đi, ta muốn cùng Chu Nguyên trở về thăm thú thành Đại Chu. Yêu Yêu đưa mắt nhìn về phía xa, trong mắt hình như có hồi ức thoáng hiện. Kim La cổ tôn gật gật đầu, nói, đây là chuyện dĩ nhiên, hiện nay Chu Nguyên đã thiên chủ của Thương Huyền Thiên, đại trận hỗn nguyên Chu Thánh cũng đã trở về vị trí cũ, Thương Huyền Thiên rất an toàn. Không biết thần linh đệ tam có thể lấy một tia tuyệt thần chú độc này ra hay không? Chúng ta có thể mang về Quy Khư thần điện, mượn nhờ các vị thánh giả thôi diễn, nhìn xem có thể tìm ra biện pháp phụ trợ thần linh đệ tam nhanh chóng hóa giải hay không. Yêu Yêu nhìn hắn một cái, tùy ý gật đầu, tâm niệm vừa động là đã có một đám khí đen từ trong lòng bàn tay bay lên, sau đó lại có vô số nguyên văn cổ xưa ngưng tụ bao phủ ở xung quanh khí đen, tựa như là biến thành một giọt nước óng ánh sáng long lanh. Giọt nước chứa khí độc bay về phía Kim La cổ tôn, người sau lập tức ngưng trọng, lấy hỗn độn kim trung ra, sau đó mới cẩn thận từng ly từng tí thu giọt nước kia vào. Yêu Yêu thấy thế, cũng không nhiều lời, nhanh chóng bước lên không trung, bay đi xa. Chu Nguyên, nếu như thần linh đệ tam có tình huống gì thì hy vọng cậu có thể lập tức liên hệ với chúng ta. Kim La cổ tôn cũng chưa từng ngăn trở, chỉ là dặn dò Chu Nguyên một câu. Chu Nguyên gật đầu, sau đó chắp tay với mọi người rồi lập tức đi theo Yêu Yêu. Ba vị cổ tôn, Thương Uyên cùng với các vị thánh giả đều đưa mắt nhìn cho đến khi hai người đi xa. Sau một hồi khá lâu, Đế Long cổ tôn kia mới cau mày, trầm giọng nói, tuyệt thần chú độc kia tuyệt đối không đơn giản. Thần linh đệ tam hẳn là che giấu mấy tin tức quan trọng. Xích Cơ cổ tôn nói, chuyện này còn cần ngươi phải nói ư? Lần thánh tộc này ra tay toàn lực, không chỉ có 7 vị cổ thánh đều xuất trận, thậm chí ngay cả thánh thần chưa hoàn toàn thức tỉnh cũng cử một bộ hóa thân xuống, ngay cả như vậy, cuối cùng đều hao tổn 2 vị cổ thánh. Bọn họ trả một cái giá lớn như vậy đương nhiên không phải là chỉ để ném loại độc nhỏ để chơi đùa đâu. Nhưng mà chúng ta biết thì tính sao? Vị thần linh đệ tam này của chúng ta hiển nhiên cũng không muốn và không có hứng thú trao đổi gì với chúng ta. Nếu như nàng không muốn nói, chúng ta còn có thể buộc nàng hay sao? Đế Long cổ tôn không nhịn được nói, như thế cũng quá tùy hứng rồi, nếu như nàng xảy ra chuyện gì, chư thiên này làm sao bây giờ? Kim La cổ tôn lắc đầu, nói, nếu như ngươi muốn thảo luận với thần linh đệ tam về chuyện tùy hứng không tùy hứng, vậy thì ta cũng chỉ có thể nói là ngươi quá ngây thơ rồi mấy. Chỉ có điều cũng không cần quá mức lo lắng, bên trong thần linh đệ tam tóm lại là vẫn còn có thêm nhân tính, cho nên nếu như tình huống thật sự có chút khống chế không nổi, nàng tất nhiên sẽ liên hệ chúng ta. Hiện tại, việc chúng ta cần phải làm chính là hợp lực của tất cả mọi người trong Quy Khư thần điện để thôi diễn, tìm biện pháp có thể hiệp trợ thần linh đệ tam hóa giải chú độc. Nghe thấy câu nói này của Kim La cổ tôn, hai vị cổ tôn Đế Long, Xích Cơ cũng gật gật đầu. Mặt khác hiện nay thánh tộc tạm thời thối lui, nhưng tiếp theo tất nhiên bọn họ sẽ không ngừng quấy rối đánh úp chúng ta, bởi vì bọn họ cần tranh thủ thời gian cho vị thánh thần kia triệt để thức tỉnh, cho nên trong mấy năm kế tiếp, chiến hỏa sẽ không ngừng, chư thiên ta cũng cần chuẩn bị kỹ càng mọi tình huống có thể xảy ra. Mọi người hãy truyền lệnh cho tất cả các nơi cần đưa mức độ cảnh báo lên cấp cao nhất, để tất cả luôn ở trong trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Kim La cổ tôn tiếp tục nói, có lẽ, Khi trận đại chiến tiếp theo tiến đến thì chúng ta có thể sẽ nhìn thấy vị thánh thần kia ở thời kỳ toàn thịnh rồi. Lời vừa nói, biểu cảm trên mặt của tất cả mọi người ở đây đều trở nên trầm trọng. Trong suốt bao năm qua, thánh thần kia vẫn luôn là một ngọn núi lớn đặt ở trên đỉnh đầu sinh linh trong chư thiên, làm cho bọn họ cảm thấy không thở nổi. Trong cuộc chiến diệt giới ở thời kỳ viễn cổ kia, nếu như không phải ý niệm của Tổ Long còn sót lại, chỉ sợ hiện nay thiên nguyên giới đã sớm là thiên hạ của thánh tộc. Mà sinh linh trong chư thiên không phải là bị thánh thần nuốt thì chính là hóa thành heo dê cho thánh tộc nuôi nhốt, tùy ý giết hại. Chỉ là lần trước chư thiên may mắn dựa vào ý niệm của Tổ Long để chiến thắng, nhưng lúc này đây, kết quả lại sẽ như thế nào? Tiên thiên thần linh kia bất tử bất diệt, tựa như là bóng mở vậy, gắt gao quấn quanh sinh linh trong chư thiên, làm cho người ta cảm thấy khó có thể bình an, lúc nào cũng sợ hãi. Thương Uyên, ngươi dẫn 3 vị thánh giả xong liên cảnh ở lại Thương Huyền Thiên, xem như chiếu cố nhà của 2 vị này nhé. Kim La Cổ Tôn lại dặn dò với Thương Uyên một câu. Thương Uyên thở ra một hơi dài, trong mắt có chút buồn rầu, lo lắng gật đầu. Sau khi an bài, phân phó một vài chuyện khác, 3 vị cổ tôn Kim La, Đế Long, Xích Cơ lại lần nữa nhìn thoáng qua phương hướng Yêu Yêu rời đi, sau đó thân hình giống như là bọt nước chậm rãi tiêu tán. Chu Nguyên đi theo sau Yêu Yêu, trên đường thuận tiện truyền tin cho mấy người Thanh Dương trưởng môn, phân phó bọn họ xử lý hậu quả chiến tranh. Hiện nay thánh tộc đã lui binh, bọn họ cũng có thể để Thương Huyền Minh đi ra kết thúc công việc rồi. Phân phó xong xuôi, Chu Nguyên ngẩng đầu lên nhìn và nhìn thấy ở bên trên một ngọn núi phía trước, Yêu Yêu đứng ở chỗ mây bay, phiêu miểu như tiên. Thân hình của Chu Nguyên khẽ động, xuất hiện ở bên cạnh Yêu Yêu. Nàng muốn đi Thành Đại Chu quan sát hay không? Chu Nguyên tự nhiên kéo bàn tay nhỏ bé của Yêu Yêu, cười nói. Yêu Yêu khẽ gật đầu, nàng ngửa mặt lên, có ánh mặt trời rơi vào trên gương mặt trắng nõn như ngọc, ngũ quan xinh xắn tựa như là tụ tập hết vẻ đẹp trong trời đất vào làm cho người ta cảm thấy say mê. Nàng khẽ nhếch cặp môi đỏ mọng, nghiêng đầu nhìn Chu Nguyên, nói. Thiên chủ của Thương Huyền Thiên, lần này chàng cũng xem như là áo gấm về nhà đi à nha. Năm đó, khi mới ly khai Thành Đại Chu, Chu Nguyên vẫn chỉ là một thiếu niên, đừng nói là thần phủ cảnh, ngay cả thiên quan cảnh còn chưa đột phá, nhưng mà hiện nay, hắn cũng đã trở thành tồn tại trí cao nhất trong Thương Huyền Thiên này, nắm giữ quyền hành của thiên chủ. Chu Nguyên cầm chặt bàn tay nhỏ bé của Yêu Yêu, cảm thụ được sự mềm mại, ấm áp trong lòng bàn tay, hắn nói khẽ, kỳ thật nếu có thể được lựa chọn thì ta tình nguyện không muốn thân phận thiên chủ này, chỉ muốn làm một vị điện hạ trong thời Thái Bình, sau đó cưới nàng về làm vương phi của ta. Nghe thấy câu nói này của Chu Nguyên, biểu cảm con mắt của Yêu Yêu cũng trở nên nhu hòa, nàng khẽ tựa vào trên bờ vai của Chu Nguyên, hai người dựa sát vào nhau, cảnh tượng thật là ấm áp. Chỉ có điều một lát sau, Yêu Yêu đột nhiên mỉm cười, nói, thiếu chút nữa là đã quên thằng nhóc này. Bàn tay ngọc của nàng vừa nhấc, có một vòng xoáy thành hình, ngay sau đó một vệt sáng vọt ra, đúng là Thôn Thôn. Thôn Thôn giống như là đã nhẫn nhịn hồi lâu, cho nên vừa ra tới là nó đã phẫn nộ giống lên một tiếng với Yêu Yêu, sau đó thân hình lóe lên, xuất hiện ở trên đầu Chu Nguyên, đôi chân nhỏ bé vào mái tóc của hắn thành ù gà. Chu Nguyên có chút im lặng, bạn đang xem Nguyên Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Recap Phim. Thôn Thôn, thằng khốn chuyên bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh này, rõ ràng cũng không phải ta giam ngươi lại. Yêu Yêu dầu môi khẽ cười, xách Thôn Thôn từ trên đầu Chu Nguyên xuống dưới, sau đó giơ lên, nói, Thôn Thôn, có muốn trở về Thành Đại Chu hay không? Thôn Thôn chớp chớp mắt, sau đó rất nhu thuận gật đầu. Thôn Thôn ghé vào trên bờ vai của Yêu Yêu, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Chu Nguyên ở đằng sau, biểu cảm ở bên trong ánh mắt kia giống như là kinh hãi và nghi hoặc cực kỳ nhân tính hóa. Giống như là hiểu được ý tứ trong ánh mắt của Thôn Thôn, Chu Nguyên cũng có chút trầm mặc, hắn biết rõ Thôn Thôn đang kỳ quái về cái gì, hiện tại cảm xúc của Yêu Yêu rõ ràng là đã sinh động hơn trước đây rất nhiều. Nếu như nói Yêu Yêu lúc trước đạm bạc như thần linh, vậy thì nàng bây giờ lại sinh động giống như là khi hãy còn ở Thành Đại Chu rồi. Chu Nguyên nhìn qua dung nhan tuyệt mỹ kia của Yêu Yêu, hắn biết rõ loại biến hóa này của Yêu Yêu có lẽ có quan hệ cùng cái gọi là tuyệt thần chú độc kia, nhưng theo góc độ cá nhân, hắn lại càng thích tình cảnh này hơn. Bởi vì hiện tại, Yêu Yêu càng giống như một người, mà không phải thần linh không ăn khói lửa kia. Hắn không biết loại biến hóa này đến tột cùng là tốt hay xấu, nhưng nếu như Yêu Yêu có thể bởi vậy vui vẻ thì Chu Nguyên nguyện ý một mực làm bạn với nàng. Nghĩ đến đây, Chu Nguyên dùng sức cầm chặt bàn tay nhỏ bé của Yêu Yêu rồi nở nụ cười tươi sáng lạn. Đi thôi, ta mang nàng trở về Thành Đại Chu. Chuyện náo động ở Thương Huyền Thiên cuối cùng là triệt để được kết thúc rồi. Một trận chiến này quá mức kịch liệt, nhưng những gì nó liên lụy mới là thứ làm cho mọi sinh linh trong Thương Huyền Thiên cảm thấy sợ hãi đến mức hoảng hốt, mất hết tinh thần. Vốn dĩ là lúc đầu mọi người đều cho rằng trận chiến chỉ là chiến đấu trong nội bộ Thương Huyền Thiên, do Thánh Cung làm loạn mà thôi, nhưng phải đến tận sau khi Thánh Cung bị diệt, Thánh Nguyên bị giết chết, bọn họ mới hiểu được, Thánh Nguyên cung chủ kia chỉ là vật hy sinh bị thánh tộc đẩy ra phía trước mà thôi. Sau đó cổ thánh của thánh tộc kia cùng với hóa thân của thánh thần xuất hiện, mới thật sự là chuyện đáng sợ nhất. Chỉ có điều cũng may chính là sau một quá trình chiến đấu cực kỳ kịch liệt, Thương Huyền Thiên bọn họ cuối cùng là vẫn thủ vững, mà ở bên trong trận đại chiến này, Danh tiếng của vị thiên chủ mới nhận chức của Thương Huyền Thiên là Chu Nguyên xem như triệt để xâm nhập đến trong nội tâm của vô số sinh linh trong Thương Huyền Thiên. Có thể không chút khách khí nói rằng hiện tại danh vọng của Chu Nguyên ở trong Thương Huyền Thiên đã đạt đến đỉnh phong. Hơn nữa có lẽ là bởi vì Thương Huyền Thiên xếp cuối trong chư thiên quá nhiều năm, đặc biệt là sau khi Thương Huyền Lão Tổ vẫn lạc, vùng trời đất này nhiều năm chưa từng xuất hiện qua một vị thánh giả cùng với thiên thủ. Chuyện này làm cho phần đông sinh linh trong Thương Huyền Thiên đều có một loại cảm giác không an toàn. Đặc biệt là trong những năm này, thánh tộc vẫn luôn dục dịch, loại cảm giác không an toàn này lại càng trở nên mãnh liệt. Ai cũng minh bạch, một khi chư thiên cùng thánh tộc khai chiến, một thiên vực không có thánh giả tọa chấn, không có thiên chủ chấn thủ sẽ yếu ớt đến mức nào. Chính là bởi vì loại nguyên nhân này, bọn họ mới vui mừng khi Chu Nguyên ngang trời xuất thế như vậy, bởi vì trong lòng của tất cả, đây là hy vọng của Thương Huyền Thiên. Thậm chí không chỉ đám bọn họ, coi như là người đứng đầu của các thế lực đỉnh cấp trong Thương Huyền Thiên như Thanh Dương Trưởng Môn, Thiên Kiếm Tôn đều ôm tâm tư như thế. Cũng chính vì như thế mà mấy người Thiên Kiếm Tôn, Cổ Kình Tôn giả mới phản đối đề nghị giải tán Thương Huyền Minh sau khi đại chiến kết thúc. Hiện nay, Thương Huyền Thiên thật vất vả ra một cái đùi to, bọn họ lại thật vất vả mới lập quan hệ để ôm đùi, làm sao có thể đơn giản từ bỏ quan hệ ấy được. Cho nên tổng hợp những lý do kể trên, hiện nay Chu Nguyên có thể nói hoàn toàn xứng đáng là nhân vật đại diện của toàn bộ Thương Huyền Thiên. Thành Đại Chu, Vương Cung. Trong hoa uyển, Chu Nguyên lười biếng nằm dài ở trên bạt ghế, mặc cho ánh mặt trời ôn hòa chiếu xuống, trong lòng có loại cảm giác thoải mái nói không nên lời. Mặc dù hắn vẫn đang nhắm mắt, nhưng cảnh tượng ở trong đình viện bằng đá ở bên cạnh lại hiện rõ mồn một ở trong đầu. Mỗ hậu Tần Ngọc của hắn đang cười hiền hòa nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Yêu Yêu, không ngừng thấp giọng đàm tiếu, trong ánh mắt quan sát người sau lộ ra biểu cảm thỏa mãn. Giữa hai người thì chủ yếu là Tần Ngọc đang nói chuyện, một hơi nói đến tận mấy tiếng đồng hồ làm cho Chu Nguyên cũng cảm thấy hơi xấu hổ. Mà Yêu Yêu vẫn trong trẻo nhưng lạnh lùng, ít nói như là lúc vừa bắt đầu đến vương cung vậy, chỉ có điều ngẫu nhiên nghe được chỗ thú vị, sóng mắt lưu truyền, trên mặt cũng có biểu cảm vui vẻ thoáng hiện. Chỉ có điều Tần Ngọc hiển nhiên cũng không thấy được chuyện này có gì thất lễ, mặc dù bà không biết được thân phận thật sự của Yêu Yêu, nhưng từ năm đó, sau khi Chu Nguyên mang Yêu Yêu trở về, bà đã cảm thấy cực kỳ hài lòng đối với cô gái trong trẻo nhưng lạnh lùng này, luôn mong ước nàng trở thành con dâu của mình. Lúc trước, khi Chu Nguyên trở về, không có thấy hai người cùng một chỗ, trong nội tâm của Tần Ngọc còn tưởng rằng hai người đã chia tay, mỗi người đi một ngả. Dù sao Yêu Yêu quá mức xuất sắc, đứa con trai ngốc này của nhà mình chưa hẳn có thể vào mắt của người ta, cho nên lúc đó trong nội tâm nàng còn có chút thất vọng. Kết quả không nghĩ tới một tháng trước, Chu Nguyên cùng Yêu Yêu đồng thời trở về, chuyện này có thể làm cho Tần Ngọc vui mừng đến hư mất, cho nên trong khoảng thời gian này cơ hồ mỗi ngày bà đều đến trò chuyện cùng Yêu Yêu, ngay cả đứa con kia của nhà mình đều không có bao nhiêu thời gian để ý tới rồi. Nghe những câu chuyện vụn vặt ở trong đình viện bằng đá kia, Chu Nguyên cũng hơi bĩu môi, chợt hắn cảm giác được bụng đột nhiên hơi trầm xuống, mở mắt ra thì thấy được Thôn Thôn đã xuất hiện và nằm ở đây. Móng vuốt của Thôn Thôn vỗ vỗ Chu Nguyên, sau đó chỉ Yêu Yêu trong đình viện bằng đá. Chỉ khẽ trầm mặc một lát là Chu Nguyên đã hiểu được ý tứ của Thôn Thôn. Trong suốt một tháng qua, hắn vẫn luôn quan sát nên đương nhiên là cũng đã nhận ra cảm xúc của Yêu Yêu càng ngày càng sinh động. Chuyện này nếu xảy ra với người bình thường thì có lẽ cũng không quan trọng gì, nhưng mà xuất hiện ở trên người Yêu Yêu thì là đại biểu cho việc không đúng. Dù sao, nàng không phải người bình thường, mà là thần linh đệ tam, là một trong hai tồn tại tiên thiên thần linh duy nhất ở bên trong thiên nguyên giới hiện nay. Chu Nguyên có thể đoán được, loại biến hóa này Yêu Yêu hẳn là do ảnh hưởng của tuyệt thần chú độc kia, nhưng đối với việc này hắn cũng không có biện pháp gì để xử lý, bởi vì loại chuyện này cực kỳ bí ẩn, nếu như Yêu Yêu không chủ động nói rõ thì những người khác căn bản không biết tình huống bây giờ của nàng là như thế nào. Cho nên hắn chỉ có thể xòe bàn tay ra, vuốt vuốt đầu Thôn Thôn, hơi chút trấn an. Thôn Thôn ôm mình một tiếng rồi lười biếng nằm xuống. Trong nội tâm của Chu Nguyên thầm than rồi hắn cũng lại lần nữa nhắm mắt dưỡng thần, hưởng thụ cảm giác an bình cực kỳ khó có được này. Thằng nhóc nhà ngươi, khiến cho Đại Chu Vương triều ta hỗn loạn như vậy, làm cho ta gần đây phải loay hoay đến sức đầu mè chán. Ngươi thì hay rồi, lại trốn ở chỗ này lười biếng. Chỉ có điều thời gian nghỉ ngơi của Chu Nguyên cũng không có tiếp tục kéo dài được bao lâu thì ở bên cạnh có một tiếng cười mắng vang lên. Chu Nguyên mở hờ hai mắt, nhìn qua Chu Kình xuất hiện ở bên cạnh bản thân, có chút bất đắc dĩ bĩu môi. Hiện nay, danh vọng của Chu Nguyên ở trong Thương Huyền Thiên đã cường thịnh đến cực hạn, chuyện này lập tức làm cho sau khi hắn trở lại Đại Chu Vương triều cũng không được an bình. Trong một tháng này, có vô số thế lực cùng với cường giả ở khắp nơi bên trong Thương Huyền Thiên đều từ bốn phương tám hướng dũng mãnh tràn vào đại lục thương mang vắng vẻ của Thương Huyền Thiên, đi đến Đại Chu Vương triều. Bởi vì theo bọn họ thấy, Đại Chu Vương triều này là nơi Chu Nguyên Thiên chủ sinh ra, ở đây còn có phụ vương và mẫu hậu của hắn, cho nên mặc dù tương lai Đại Chu Vương triều này không có ý định khuếch trương thế lực, nhưng chuyện này cũng không ảnh hưởng tới việc ở đây sẽ trở thành một thế lực siêu nhiên ở bên trong Thương Huyền Thiên. Bàn về địa vị đặc thù, nói không chừng còn sẽ cao hơn Thương Huyền Tông một bậc. Đã có loại thanh thế này, chỉ cần trong tương lai Chu Nguyên Thiên chủ hơi có chút thiên vị, Đại Chu Vương triều này liền sẽ bay lên trở thành một thánh địa tu luyện ở bên trong Thương Huyền Thiên. Lúc này sớm chút đến làm quen, chuẩn bị tốt cho kế hoạch đặt chân mới có thể xem như là phòng ngừa chu đáo. Cho nên, trong một tháng ngắn ngủn gần đây, Đại Lục Thương Mang cùng với Đại Chu Vương triều vốn dĩ là vắng vẻ đã trở thành địa vực nóng bỏng, sốt dẻo nhất trong Thương Huyền Thiên. Thế lực cùng cường giả ở khắp nơi dũng mãnh tràn vào Đại Chu Vương triều, mà đối với Đại Chu Vương triều, những người này cơ hồ đều là mãnh long quá giang, chút thực lực của Đại Chu Vương triều hiển nhiên là không đủ ứng phó. Nếu như người phía trước cố ý muốn sảng bậy, chỉ sợ trong khoảnh khắc là có thể khiến cho chiến hỏa nổi lên ở bốn phía, khiến cho vương triều này hỗn loạn không chịu nổi. Cho nên khi vừa phát hiện những mãnh long này tiến vào, quan viên ở các nơi trong Đại Chu Vương triều đều như gặp đại địch, trong lòng cảm thấy bất an. Dù sao chênh lệch giữa hai bên cũng quá lớn, ngươi cũng không thể bắt những bộ khoái. Quan viên chưa đột phá tới thái sơ cảnh có dũng khí giận dữ, mắng mỏ, đối kháng khi đối mặt với mấy cường giả thiên dương cảnh, nguyên anh cảnh được. Chỉ có điều ngay khi những quan viên này sợ hãi đến mức hoảng hốt, mất hết tinh thần thì bọn họ lại phát hiện những mãnh long quá giang từ khắp nơi đi vào trong vương triều đều nhu thuận như gà con. Cái gọi là khí độ của cường giả hay tâm tính bướng bỉnh kia tựa như là không tồn tại vậy, mỗi một người đều theo lẽ công bằng, tuân theo luật pháp, cực kỳ thủ vững quy củ, thậm chí khi đối mặt với câu hỏi điều tra của mấy người bọn họ đều khách khí, biết gì trả lời nấy. Chuyện như thế làm cho tất cả quan viên trong Đại Chu Vương triều đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, chẳng lẽ những cường giả, nhân vật lớn này bên ngoài Đại Lục Thương Mang đều có tố chất cao như vậy hay sao? Người có ý nghĩ như vậy phần lớn hay là cấp độ quá thấp, tiếp xúc tin tức chậm, mà mấy quan viên ở cao tầng thì nhanh chóng hiểu được. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người, nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé. Cảm ơn mọi người.